nội thất siêu cao cấp Dulux Ambient 5-in-1, sáng tạo không gian sống đậm phong cách riêng. Chúng ta xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ là một số khán giả truyền hình sẽ rất là ngạc nhiên khi không được thấy MC quen thuộc của chương trình, người quý vị yêu mến, đó là nghệ sĩ Xuân Bắc xuất hiện. Như một cái điều khá quen thuộc đã xảy ra ở những mùa trước, anh Bắc lại bận rồi. Vì vậy cho nên lần trước có nhờ Trường Giang, nên lần này cũng có nhờ Trấn Thành là dẫn chương trình hộ cho một hôm. Nên hy vọng là ai yêu mến anh Bắc thì chờ thêm một tuần nữa quý vị nha. Hôm nay Trấn Thành sẽ đảm nhiệm vai trò người dẫn chương trình cho Ơn Rời Cậu Đây Rồi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi, được phát sóng định kỳ vào lúc 21:15 Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Xin được cảm ơn nhãn hàng sơn Dulux đã đồng hành với chương trình. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ hãy gặp gỡ những nhân vật quen thuộc tạo nên sự thành công của Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Xin giới thiệu trưởng phòng Trường Giang. Trưởng phòng Tự Long. Và cặp đôi trưởng phòng hài hước đáng yêu dí dỏm với những bộ trang phục thay đổi theo mùa, thay đổi theo tính tình, thời tiết. Thưa quý vị, Mạc Văn Khoa và Lâm Vĩ Dạ. Lần đầu tiên chúng tôi thấy là Lâm Vĩ Dạ là đi theo xu hướng là nền nã. Có lẽ là người ta càng ngày càng phụ nữ hơn nhiều, đúng không em? Dạ. Cái đợt mà nghỉ ngơi vừa rồi nó làm cho em có nhiều thay đổi không? Từ suy nghĩ cho đến mọi việc sinh hoạt trong gia đình. Dạ có. Và cái điều đầu tiên để em có thể xuống ký nhanh nhất đó là em bị stress. Là không ăn không ngủ được, tự nhiên nó xuống ký thôi. Ồ vậy hả? Dạ. Không ăn không ngủ được là xuống ký? Dạ. Ồ, cũng hay. Vậy là chắc Khoa em stress hoài phải không Khoa? Dạ. Thế em không bao giờ mập lên được? Em trước giờ có mập đâu ạ. Thì đó. Nhưng mà em thì chết cái khác ạ. Tại 3 tiệm luôn phải không? Tiền mặt bằng nhiều quá. 5 tiệm anh ạ. Trời ơi, mới đi 5 tiệm rồi đó hả? Dạ. Dễ sợ thiệt, nhìn gương mặt vậy mà đâu có ai biết đại gia quý vị ha. Đâu không, mặt em nhìn không bao giờ là đại gia anh ạ. 5 tiệm mặt thì còn em nhìn là thấy mặt bằng lỗ liền. Anh Long. Ơi. Dạ vâng. Cái đợt vừa qua nó có làm cho anh thay đổi nhiều về suy nghĩ của mình hay không? Cái suy nghĩ đầu tiên của anh là khi mà Xuân Bắc nghỉ mà Trấn Thành được dẫn chương trình của Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Chắc có lẽ dẫn một số cho nên anh cảm giác hình như là chương trình mà em làm MC hộ mà nó thật sự nó đúng là duyên dáng Việt Nam kinh khủng luôn. Cảm ơn em. Anh Long, anh sợ phải đối diện với một khách mời như thế nào? Tôi chỉ sợ nhất khách mời là cái gì cũng biết. Còn Trường Giang? Tôi sợ nhất là hai thành phần. Thành phần thứ nhất là không chịu nói chuyện. Đúng. Thành phần thứ hai là cầm đèn chạy trước ô tô. Ok, đúng. Thưa quý vị, trong cái chương trình này, để thành công là phải theo trưởng phòng. Dạ. Chúng tôi quy định cái gì là cái điều đó nó phải đúng. Mặc dù nó vô lý nhưng vẫn phải tin là nó đúng. Và ngày hôm nay, thưa quý vị, sẽ có rất nhiều điều thú vị. Nên một tràng pháo tay nồng nhiệt để các trưởng phòng vào trong chuẩn bị để chào đón các khách mời. Thưa quý vị, sau phần gặp gỡ các trưởng phòng thì bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ 4 vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và họ là những nhân vật hiện nay đang gây một số những cái ấn tượng nhất định trong lòng khán giả, cũng như có những ảnh hưởng nhất định trong cộng đồng mạng. Họ là những người trẻ rất là tài năng. Chúng tôi mời toàn thể quý vị ngày hôm nay sẽ cùng chào đón những khách mời của chương trình. Đầu tiên, chúng tôi mời quý vị gặp gỡ ca sĩ Hồ Quang Hiếu, diễn viên Quách Ngọc Tuyên. Thưa quý vị, Hot Boy Dennis Đặng.
và streamer Misty. Misty ra, tôi tưởng là bạn ấy sẽ đứng về phía bên này, nhưng mà bé nó đứng bên kia. Rõ ràng quý vị thấy nó là một cái định mệnh để tạo ra một nấc thang lên thiên đường. Quý vị thấy không? Bốn người đứng gần nhau y như bậc thang vậy đó. Thấy thương quá. Bạn tôi Quách Ngọc Tuyên cũng ngày nào một chàng hot boy sáu múi, phạt 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 như một khúc bánh mì, cái nào ra cái đó. Ngày hôm nay đứng kế Dennis Đặng, trời ơi, tôi chỉ dùng từ trời ơi. Anh ơi, mọi thứ nó tàn nhẫn quá. Anh đừng để em thành diễn viên phản diện anh ơi. Cho tôi hỏi là điều gì đã xảy ra với bạn của tôi trong thời gian gần đây mà đau hết rồi? Nó đi chơi với là con cái ở nhà. Con cái nhà nữa hả? Ừ. Rồi, giờ là ba rồi đó hả? Với là trong quá trình mà bà xã mang thai á, à. Tiên bị... Có mang thai hộ hả? Mang thai hộ. Thời điểm đỉnh điểm là Tiên lên hơn 80kg. Cái gì? Muốn xỉu luôn á. Dennis, thì đây là cái lần đầu tiên em tham gia chương trình, thì tâm trạng của em như thế nào? Phải dùng đúng từ là hoảng loạn anh ạ. Sao làm gì hoảng loạn dữ vậy em? Em hoảng loạn từ lúc mà biết quản lý vô tình nhận lời chương trình mà không thông báo với em. Sao quản lý em vô tình quá chị? Mà anh có biết không, từ bé đến lớn ngày xưa em thề đấy, em xem chương trình này em nghĩ là đây sẽ là chương trình mà không bao giờ mình tham gia được. Tại sao vậy? Không phải thế mạnh của em. Thế mạnh của em là gì? Thế mạnh của em là đứng sau kia kìa. Không đứng đây. Là hỗ trợ cho mọi người đẹp, đúng không? Hỗ trợ cho mọi người đẹp và mọi người diễn kịch thật duyên và lên sóng thật hay chứ. Chưa bao giờ em nghĩ lại đứng trên sân khấu mà lại đứng chung sân khấu diễn cùng với các trưởng phòng là những cái người gạo cội như thế kia cả. Thế em cho mọi người biết rõ hơn về công việc chính thức của em đi, để mọi người hiểu hơn em. Người ta chỉ nói là hot boy Dennis, thấy em đẹp, em xuất hiện trong các MV của Nguyễn Trần Trung Quân. Thế còn chính xác là em làm công việc gì? Vâng, thế nhân cơ hội em đang đứng trên sân khấu nói với mọi người thì em muốn chia sẻ em là Dennis Đặng, là giám đốc sáng tạo, chuyên sản xuất những video clip ca nhạc cho nghệ sĩ. Và cái phần công việc của em thường sẽ là lên ý tưởng này, lên hình ảnh, câu chuyện, bối cảnh, trang phục và tất tật tật, và cho sản phẩm nghệ thuật ấn tượng nhất đến với mọi người. Ok. Sắp tới em định làm cái MV á. Ôi, anh đi hát ạ. Hát hả? Sao bỏ đi chưa? Bỏ luôn ý tưởng đó nghe chưa? Phản ứng Quách Ngọc Tuyên hát là một cỡ Lê Lộc đó. Hả? Tôi chỉ nói vậy thôi. Bỏ luôn. Nè, hát phải hỏi người kế bên. Ừ. Trời ơi, Hồ Quang Hiếu đã bớt nọng và đã đẹp hơn rất là nhiều, gầy guộc hơn, nhưng mà bữa nay hơi xanh xao. Mới bị cháy nắng á, tại vì mới đi tắm biển ngâm một ngày về nó cháy đen thui mặt. Ồ, nước biển có thể làm mình rút lại hả? Nói chung là cũng cố gắng tập thể dục để cho người nó ốm lại xíu, nó siết lại. Em muốn đen đen cho nó đàn ông xíu. Rồi, còn kế bên, bé có thể giới thiệu cho khán giả hiểu rõ hơn về mình được không? Xin chào tất cả các bạn khán giả của Ân Rời Cậu Đây Rồi. Mình là Misty và công việc của mình là streamer. Chính xác là streamer sẽ làm gì? Dạ, thì cái là streamer thì nó có nhiều mảng. Có người thì sẽ stream về game, có người thì sẽ livestream bán hàng, có người thì sẽ livestream ca hát. Nhưng mà em thì em thiên về chơi game nhiều ạ. Cái công việc của em, cái điều thú vị nó là cái gì? Có thể cho những cái người chưa hiểu rõ hơn về mình được hiểu nhiều hơn không? Khi mà mình chơi game, thường mình chơi một mình thì sẽ rất là buồn. Thì khi mà mình lên chơi chung với một người thì cảm giác nó sẽ vui hơn. Thì công việc của em là em sẽ chơi game và trò chuyện với tất cả mọi người. Thì khi mà nếu mọi người có cô đơn, buồn chán thì nhớ lên livestream của em nhé. Như vậy là cái công việc đó là công việc là coi như là làm cho những người chơi game bớt cô đơn. Làm bạn. Em có đang cô đơn không? Dạ, không ạ. Em có người yêu hả? Dạ không. Em nghĩ sao về Diễm Anh Đức? Bán nữa hả? Bán chứ. Bất cứ lúc nào có thể. Hôm bữa em có gặp anh Đức. Ngon ạ, ngon ạ. Mà ảnh lạnh lùng lắm. Sao vậy? Dạ, em biết là em cũng tính qua xin chụp hình mà ảnh hơi lạnh lùng nha. Em bình tĩnh. Nếu em muốn, chuyện gì cũng có thể. Chỉ cần em nói yes. Em hy vọng là nếu mà anh Đức có xem cái video này thì hy vọng là nếu mà anh Đức có gặp em thì cho em xin chụp. Chết rồi Đức ơi. Thời tới cản không nổi. Trời ơi, ai ngờ con bé thích anh Đức quá. Thích Đức chỗ nào bé? Dạ, vui tính, đàn ông. Ngon. Vô rồi. Để tôi về tôi báo Đức liền. Bây giờ thế này, chúng ta sẽ có một cái cúp để cho các bạn cảm nhận nó. Mình cầm thử
để mình feel nếu mình là champion thì nó sẽ ra như thế nào. Hồ Biên. Trời đất ơi. Ghê chưa? MC của chương trình này quyền năng lắm. Từ ngày anh xuống Bắc đi tôi nhiều quyền lắm. Đây. Mời em. Em nghĩ là... Ui. Thật anh ạ. Em nghĩ là trong số 4 người thì chắc chắn em nên cầm cái này nhất. À, em nên cầm. Tại vì em sẽ không có cơ hội được cầm cái này về sau đâu. Em tin như thế. Chị truyền tay nhau để có cái hơn nó lấy lọc. Anh lấy... chỉ thèm một lần anh được sờ vào nó thôi. Lấy lọc, lấy lọc. Anh sở hữu không thì tùy tùy. Chương trình đầu tư lắm. Đẹp rồi, quá. Rồi coi. Đó, đó. Ý trời ơi. Để coi mẫu tí nữa đi ra ngoài tiệm đặt cái về chân. Trời đất ơi. Cái cúp của chương trình mà ông làm cho bánh in, bánh bông lan vậy là làm cái y chang thiệt. Được không em? Hợp lý không? Dạ, hợp lý ạ. Hợp lý ăn? Dạ. Ok, bây giờ mình quẩm tù xì. Thử coi ai là cái người thua chót là sẽ thi trước. Một, hai, ba. Ôi, ôi, trời ơi. Một phát thôi luôn. Thưa quý vị, chỉ có thể là định mệnh. Thấy không? Ăn ở hơn sau, ta cắt mình hết chân. Vậy thôi, nói gì nữa. Hồ Quang Hiếu sẽ là người đầu tiên bước vào phòng. Thưa quý vị, như vậy ca sĩ Hồ Quang Hiếu sẽ là người đầu tiên bước vào căn phòng của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài phút giải lao. Quý vị đừng chuyển kênh nha. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Sơn Dulux hân hạnh đồng hành với chương trình. Quý vị và các bạn đang trở lại với Ơn Rời Cầu đây rồi. Và chúng ta sẽ gặp gỡ lại nhân vật đầu tiên, là nhân vật vừa giảm cân thành công, chính là ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Chúng ta hãy cùng xem bạn ấy đang chuẩn bị gì trong phòng nhé. Hồ Quang Hiếu, nam ca sĩ với vẻ ngoài điển trai và giọng hát lôi cuốn. Những ca khúc của anh được đông đảo khán giả biết tới, có thể kể đến như Nơi Ấy Con Tìm Về, Con Bướm Xuân, Không Cảm Xúc. Ngoài vai trò ca sĩ, anh còn lấn sân thành công sang lĩnh vực diễn xuất với phim ca nhạc Hiếu Bến Tàu, thu hút hàng chục triệu lượt xem, liên tục nằm trong top thịnh hành. Lần đầu tiên đến với Ơn Rời Cậu Đây Rồi, Hồ Quang Hiếu chắc chắn sẽ mang đến cho khán giả thật nhiều điều bất ngờ thú vị. Đây là lần đầu tiên Hiếu tham gia chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Thật ra thì mình đã đi hát cũng 10-12 năm rồi, nhưng mà cái cảm xúc khi mà lần đầu tiên á tham gia cái chương trình này mình cũng rất là rung, bởi vì hát á thì lên hát không à, rồi đi vô, còn đi ra cái này phải đóng kịch nữa, rồi nhiều khi mình gặp trưởng phòng á chặt chém thì mình cũng không có, nói chung là cũng hơi sợ. Thật ra thì như mọi người đánh giá mình là cuộc khờ hoặc gì đó thì chắc là cũng không phải, tại vì ngoài đời mình khôn lanh hơn rất là nhiều. Thật ra thì khi mà Hiếu đóng á, thì Hiếu giỏi nhất là cái Không Cảm Xúc. Khi mà đóng miễn sao Hiếu thích nhất là cái đoạn quay nhất với mình đẹp trai thôi, đừng có cười nói gì hết, mặt nghiêm, đừng diễn nhiều là được. Hiếu thích nhất đoạn đó. Theo Hiếu được biết thì qua cái chương trình này thì đa số là do những quý vị khán giả sẽ bầu chọn, nên là Hiếu mong là quý vị sẽ ủng hộ cho Hiếu. Mời quý vị cùng gặp gỡ Hồ Quang Hiếu. Wow. Đang nắm hình kia đẹp trai quá. Sao vậy? Nhìn hình mình mà có thể gây ngạc nhiên ngơ ngác đến mức độ đó sao? Không, tại vì em không nghĩ là có hình em ở đây. Tại vì nãy lúc vô thấy chương trình, hình của chương trình không ạ? Hôm nay Hiếu thấy là người ta không làm khó gì Hiếu trơn. Dạ. Cho ăn bận, đẹp đẽ, thoải mái vậy. Dạ. Suy nghĩ đi, mình sẽ vào vai gì? Chắc em vô vai sinh viên quá. Tại vì bận áo trắng mà ban tổ chức vẫn cho bận. Chưa chắc, bởi vì ban tổ chức có gửi đến cho Hiếu một cái áo mới. Cái gì đây ta? Mặc hay không là tùy Hiếu, nhưng đó sẽ là nhiệm vụ của Hiếu khi bước vào căn phòng này. Rồi Hiếu đã có mong đợi gì trong lòng mình chưa? Trước khi đến với chương trình này là có xem, có chuẩn bị gì không? Cũng không có kinh nghiệm lắm về cái chương trình này. Nãy giờ ngồi trong tới đâu hay tới đó thôi. Và mong là mình sẽ khi mà lên hình đó, mọi người coi, mọi người thấy hài hòa là được rồi. Chỉ mong vậy thôi. Đợi xíu nha, để mình coi coi là bên trong là ai.
trời ơi, chết Hiếu rồi Hiếu ơi. Tôi báo trước cạm bẫy không, chất nổ không trong này. Ghê quá vậy. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Ok, okay. Đi, mời Hồ Quang Hiếu. Đường này hả? Vô đi Hiếu. Good luck to you. Gì vậy trời? Trời ơi, giật mình à. Anh rời, thằng em giang hồ giàu sinh ra tự với đại ca đây rồi. Ủa, mày làm đàn em tao hả? Hả? Mày đàn em tao hả? Ơn trời, thằng em giàu sinh ra tử với đại ca đây rồi. À, là em. Gáo gáo. Máu không à. Sao có vụ gì vậy? Anh xin lỗi em. Dạ. Vì là để em dính vào cái vụ này. Nhưng mà anh hết đường rồi. Anh phải tủ tiêu nó. Máu thiệt luôn á hả? Mau đó. Nhưng mà bây giờ anh nói vụ gì? Em đi, em không biết vụ gì luôn á. Anh xin lỗi em. Em đã gọi là rời khỏi chốn giang hồ, em đã hoàn lương rồi. Mà ngày hôm nay anh vì dính vô một cái vụ khác mà phải nhờ em tới. Cuộc sống hoàn lương của em đã bị anh làm vấy bẩn rồi. Bây giờ anh cứ nói đi. Tại vì ngày hôm nay em tới á, là kêu anh điện thoại cho em. Anh kêu là tới để thăm anh biết lâu em ngày là gì biết. Nghĩa em là gì cái nghĩa ngày xưa anh đã từng cứu hai anh em của em giàu sinh ra tử với nhau. Rồi anh mới thấy mày, anh sợ mày dính vô con đường này là hư người hết. Tao mới nói mày hoàn lương đi, rồi cho nó mày về cái bến tàu này mà sinh sống. Ngày hôm nay tao phạm một lỗi lầm lớn, tao đã phi tang cái xác rồi. Đó là chuyện riêng của anh. Trời ơi. Nhưng mà em yên tâm đi, dù chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ gánh chịu hết. Chuyện đó là chuyện cá nhân của anh, không liên quan tới em. Em bây giờ đã hoàn lương rồi. Em biết rồi, nhưng mà anh với em á, hai thằng lúc nào giống nhau hết á. Giống cái gì? Bây giờ anh bị cũng như là em bị thôi. Không giống được. Bây giờ cậu đã hoàn lương, cậu đã sống một của người khác. Bây giờ cơm no áo ấm, quần áo đẹp, giày đẹp. Còn anh là một thằng giang hồ trốn chui trốn nhủi. Thôi mà giờ nè, em nghĩ nếu như mà anh làm chuyện gì rồi, mình nên ra ngoài pháp luật đi. Hả? Chứ nếu mà vậy rồi. Không à, dạ. Anh không thể nào vào trong bốn bức tường kia được. Anh phải sống một cách tự do. Nhưng mà trước khi làm thì anh phải suy nghĩ chứ. Suy nghĩ cái gì? Anh suy nghĩ là sau này anh làm mấy cái chuyện đó rồi lỡ. Ngày xưa em không làm mà. Ngày xưa em cũng làm mà. Bây giờ em hoàn lương rồi. Tôi cho em cơ hội hoàn lương, giờ em lên mặt em dạy đời tôi à. Tôi không dám dính tới cuộc đời em nữa. Bây giờ em hoàn lương rồi, em đi là làm ca sĩ là em ngon chứ gì. Em nhiều tiền chứ gì. Em không có giàu hơn ai hết đó, nhưng mà ca sĩ mà không giàu, ca sĩ nào nghèo? Ca sĩ cái đợt gì này có kiếm được tiền đâu. Em rảnh em qua anh thăm anh á, chứ không có gì làm á, cứ qua thăm. Thôi, không có show hát. Cảm ơn em hôm nay đã cứu anh. Sau lần này coi như tình anh em chúng ta chấm dứt. Ngày xưa tôi đã chở che cho cậu và anh của cậu. Bây giờ cậu đã trả ơn cho tôi lần này, coi như là chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa. Nhưng mà kết thúc sao vô duyên vậy? Em anh có chuyện gì đâu mà tự nhiên kết thúc với em. Đúng không? Thì giờ cậu hoàn lương rồi. Em hoàn lương bây giờ, thí dụ như em làm ăn được thì bây giờ em rủ anh đi về với em, mình hoàn lương cùng nhau. Sao hoàn lương cùng nhau được? Tay giờ tôi đã dính quá nhiều máu rồi, rồi hiểu chưa? Máu gì mà máu. Anh bây giờ phải làm ăn đàng hoàng, vợ con tới nơi rồi, không biết lo gì hết. Đúng là những người hoàn lương nói những người trong giới giang hồ vẫn những câu nói thôi quay đầu là bờ, ai ngờ bốn bến bờ là vực thẳm hả? Bây giờ anh nghĩ đi, bây giờ anh mới sinh con rồi, đúng không? Anh phải lo cho vợ anh nữa chứ. Người ta đã chấp nhận anh lùng, người ta lấy anh rồi, nên mình phải biết điều mình xấu, mình phải cố gắng hoàn lương làm ăn. Thôi chuyện đó tôi tự giải quyết. Chào cậu. Đi đâu vậy? Tôi đi về, tôi làm công chuyện của tôi. Một thằng giang hồ như tôi làm những chuyện dơ nhớp không hợp với một cái thằng đã hoàn lương như cậu. Hai đứa kết thúc để cuộc sống mỗi người em đẹp, cậu em đẹp, còn tôi vẫn sống chui nhủi những con chuột cống. Chào cậu. Giang. Ghê. Ai đang vui vậy? Cậu báo cho ai hả? Cậu báo ai tôi ở đây hả? Có đâu. Hiếu. Nãy giờ em qua một mình. Trời ơi. Tự nhiên cái đang ăn cho vui thiện cái kêu tấp vô đây làm chi vậy? Biết đem cái cây xích này thấy mình ăn à. Ủa con nào đây? Trời ơi. Ai vậy? Có mặt người lạ nói chuyện kỳ dạ, thương quá à. Để đây nha, để đây nha. Ai à.
ai vậy? Dạ chào chú. À, con là bạn gái của anh Hiếu. À, bạn gái cho bạn mình gái. Biết ta. Thôi anh kỳ quá, đừng giỡn gì nữa, em là bạn gái của anh mà. Bạn gái mới quen. Quen cũng được 6 năm. Ủa nhưng mà anh ở đây làm gì vậy? Tự nhiên đứng đây chụp hình làm sao vậy trời? Đâu có, anh của anh tới. Thôi, tới giờ tôi phải đi rồi. Anh Hiếu. Gì vậy? Cáo của ai vậy? Có đâu. Ê. Hả? Rồi sao anh quang đường vậy? Tôi thấy cái áo cái anh đem giấu, anh nói có đâu. Không, cái áo dơ, anh thấy dơ anh giục thôi. Không, em thấy cái áo này có vấn đề nè. Anh đi ra em coi coi. Trời máu, Hiếu ơi. Hiếu. Cái anh của anh đi bắt cá mà. Bắt cá gì máu dữ vậy? Thì đi làm cá đó nè. Nguyễn ngang ngược. Dính thôi. Không. Chứ tao biết đâu. Cái máu này làm sao mà máu cá được anh, nó văng tùm lum như giống như là hả? Đâm người ta rồi bị bắn vô á. Ông là ai vậy? Hiếu, trả lời coi. Anh giao du với mấy người này làm sao? Không có, anh của anh ổng đi tàu bị ấy cá thôi chứ đâu phải cái gì đâu mà. Ở đây là người ta tàu, người ta tới đây người ta hàng không mà làm gì có. Hiếu ơi! Đừng mà. Em nói rồi. Bây giờ anh đừng có tay anh đừng có dính với máu nữa được không? Hiếu ơi, anh khuyên người ta anh đừng có cà lắm, anh hiểu không? Anh đánh cà lắm nó đâm em chết. Anh đi về đi. Không sao về được, người ta cầm dao kìa anh, em sợ quá. Đi. Em... Ai đây? Bạn gái em. Thì ra mày hoàn lương rồi mày sống một sống giàu có hả mày? Không có, em sống bình thường thôi, bạn gái em. Mày nhìn nó mặt đi, cái đầm nó làm gì dưới 8 triệu được. Nó rất giàu. Hiếu ơi đừng có cãi, mình giàu thiệt, mình cứ nhận đi Hiếu ơi. Mày thấy chưa? Nhưng mà anh đừng có làm vậy, anh cầm dao em sợ quá. Một thằng giang hồ như mày mà lấy được con nhỏ như vậy thì sao Hiếu? Đâu, anh đâu phải giang hồ đâu, ông nói vậy. Anh là anh Hiếu, hồi xưa có tuổi thơ cơ cực nhưng mà anh Hiếu á, anh Hiếu là một người tốt nên ba của em mới thương ảnh, mang ảnh về nhà. Nó đã từng giết rất nhiều người trong chốn giang hồ. Anh đi. Bây giờ mày sống một mặt giả tạo với người con gái mày yêu thương hả? Anh Hiếu, anh nói thiệt đi, có phải như vậy không? Sao anh nói em vậy? Không có đúng không anh? Em đã muốn từ bỏ quá khứ đi rồi mà. Một mình anh là anh chịu đi. Mắc mới anh lôi em vô làm gì nữa? Là quá khứ anh có vậy không? Anh không phải là giang hồ. Anh Hiếu không phải như vậy. Ông đừng có bắt anh Hiếu nhận. Anh không biết thằng này nào hết á. Mình đi về. Ok á. Hiếu. Bây giờ con nhỏ này đã biết chiếc áo ngậm máu kia chính là của tao. Chỉ cần nó đi báo chính quyền, người ta bắt được tao. Mày nghĩ đi, mày có sống sót được hay không? Ủa mà tao đâu có liên quan đâu, tao sống sót. Con mình mày bị thôi, mới tao bị đâu. Đúng không? Đúng rồi. Tao sẽ khai ra những chuyện xấu xa của mày ngày xưa. Ủa mà bây giờ anh đưa cái áo cho nó, anh bị gì không tao? Có bị tội đồng lõa không tao? Có đồng lõa chứ, thế nào cũng khai ra cái quá khứ của anh. Chết rồi. Trả áo đây. Khoan. Bây giờ cách duy nhất là không ai báo. Dĩ nhiên tao không báo, mày cũng không bao giờ dám báo. Tao báo. Không, sao nó nhiều chuyện quá ta. Em báo. Xưa tao quen, tao đâu thấy nó nhiều chuyện gì đâu. Nó báo giờ sao? Giết nó đi. Anh giết em. Đưa bờ dao qua. Hiếu. Đúng vậy. Anh Hiếu. Sao mà vì cái chuyện này anh không thương em sao? Nếu như mà em báo với công an thì mình sẽ giải thích là anh hoàn lương rồi. Anh không phải, ông này mới là người xấu nè, sao anh giết em? Hiếu. Nhưng mà anh lỡ mang áo của nó, giờ anh vô tội đồng lõa luôn. Đúng vậy. Chỉ cần người ta tới đây, người ta sẽ phanh phui được những chuyện ngày xưa của mày. Hiếu. Không, anh Hiếu đừng giết em. Hiếu ơi, đừng có giết em. Không, anh Hiếu ơi. Bộ bịch đâu quan trọng đâu đúng không? Không có con này có con khác phải không? Ok, anh ơi, anh ơi, anh ơi. Nè, anh Hiếu. Lùi. Sao mày để nó bắt vậy? Giang hồ kỳ vậy? Giang hồ về già, giang hồ về hưu, đi không nổi nè. Bình tĩnh, con chịu nó đánh đi bụng táo giờ. Bây giờ mình không có thể nào máu me kiểu này được. Đúng. Đúng không? Giờ lỡ chứng kiến rồi, giờ mình bàn cách sao bây giờ. Ba đứa mình đừng khai cho ai hết. Coi như không biết chuyện gì xảy ra. Không, em muốn khai. Muốn khai vậy em mất anh sao?
đúng không? Tình yêu anh dành cho anh kiểu đó hả? Dạ, nãy anh nói đó, mất con này có con khác thì mất thằng này có thằng khác. Nhưng mà kiếm thằng nào đẹp trai anh không? Thôi khó chứ. Đó, tao đánh trong lãng được rồi đó. Giết luôn. Đừng, đưa lại, đưa lại. Nếu mày còn tiến tới, tao sẽ giết người yêu sắp cưới của mày. Đừng, đưa lại, làm điều đó. Hiếu ơi, của nã em nhiều lắm, đừng có giết em uổng lắm. Đúng rồi, tiền nó nhiều lắm. Mày để tống tiền cũng sướng hơn hả? Giang hồ mày phải biết tính toán chứ. Ngồi xuống. Đúng rồi, bắt làm tin thôi. Nói chuyện nhẹ nhàng đó. Chứ là, đây chỉ là một cái con mày quen để mày lấy tiền thôi đúng không? Đúng rồi chứ mày nghĩ tao nó già chắc người tao quen làm gì? Thì ra thằng em tôi đó nói là hoàng lương nhưng mà nó không hề hoàng lương, nó lấy nhỏ này để nó lấy tiền của nhỏ này đúng không? Đúng rồi, tao lấy qua mày mốt tao nuôi mày á, tại vì thấy mày cứ sống cực khổ. Đã lấy chưa? Đã lấy tiền chưa? Chưa. Em tự sát. Em vì bảo vệ anh mà bây giờ anh kêu là bắt em làm con tin không thôi giết em luôn, vậy anh không có yêu em. Mày bỏ dao xuống, nếu mày tự sát tao sẽ giết mày đó. Ủa gì kỳ vậy? Bắn con mang đi. Anh này anh giữ được nó rồi. Trời Hiếu, mày phe nào vậy? Tao không phe nào hết. Ủa sao anh chơi một binh vậy Hiếu? Nếu mà cảnh sát tới đây thì cả tao và mày đều vô tù rồi Hiếu à. Thôi bây giờ, rối quá tao không biết sao bây giờ. Tao rối quá. Ủa giao giả hả? Bây giờ tao hỏi mày một câu cuối cùng. Mày đã hoàn lương hay chưa? Tao rồi. Giờ mày quen nhỏ này vì mục đích gì? Anh nói thiệt đi. Tình yêu. Mày yêu nó chỗ nào? Yêu cái khuôn mặt á. Có cái mũi nó. Nếu con này chết mày sống nổi không? Chết thì tao phải sống chứ. Chẳng lẽ nó tự tử? Vậy thì bây giờ chỉ còn có tiêu diệt nhỏ này, tao với mày thoát đầu và đi một nơi khác sống. Mày giết người tao không muốn đâu mày ơi. Đây. Cái máu của cái áo hồi nãy là từ cái này mà ra. Trời ơi. Cái gì đây? Tao đã lỡ tay giết con mèo cưng của ông chủ bến tàu. Đi xe cán đụng chết, sợ con cha kia chở phát hiện ra đền nên phải cây mày đem áo tới thay chứ có giết người hồi nào đâu. Hiếu ơi. Hả? Vậy là cái ông này ông giết con mèo chứ đâu phải là giết người. Thì mày lừa tao hả? Lừa đâu? Chứ sao mày kêu mày giết người? Là nãy giờ tao run nãy giờ mày. Anh run nãy giờ cái đó cái tâm lý thiệt của anh, nhưng mà cái tâm lý thiệt của anh là anh có yêu em không? Anh rất là yêu em. Trời ơi. Thưa quý vị, Hồ Quang Hiếu cùng với trưởng phòng Trường Giang, phó phòng Khả Như. Đúng là hôm nay trưởng phòng Trường Giang làm khó Hồ Quang Hiếu thật. Khả Như diễn em có bị bối rối không em? Tại vì 5 lần 7 lượt đòi giết em. Dạ em, tại vì trong lúc đó em bàn á, quy định á, em với anh Giang là sẽ rót vô anh Hiếu là một cái người rất là chung tình hoàng lương rồi. Chuẩn bị có vợ sắp cưới rồi, hai anh em không có liệu chừng cái cảm giác mà giết đi, giết cho bằng được. Thay vì mình làm khó là phải bảo vệ cô này. Đúng. Ai ngờ ông cho giết bả luôn. Lúc đó Giang nghĩ như thế nào? Chắc sắp giết hết người trên sân khấu. Nói chung là cái phòng này là cái phòng tình huống bất đắc dĩ, nhưng mà vô tình tất cả những cái sự đáng yêu và ngây ngô nó đã tạo ra rất là nhiều sự duyên dáng và dễ thương, phải không ạ? Và nếu như quý vị và các bạn yêu mến Hồ Quang Hiếu, chúng ta sẽ bắt đầu bình chọn cho Hồ Quang Hiếu, bởi vì số phiếu bình chọn của quý vị quyết định là hôm nay ai sẽ là người nhận cúp của Ân Rời. Chúng ta chuẩn bị nhé. 3, 2, 1, mời bình chọn. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã bình chọn cho Hồ Quang Hiếu. Trước khi đến với phần thử thách dành cho khách mời tiếp theo, chúng ta nghỉ giải lao trong ít phút, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Sơn Dulux, hân hạnh đồng hành với chương trình. Quý vị và các bạn đã trở lại với Ơn Rời, cầu đây rồi. Nhân vật tiếp theo sẽ mang đến cho quý vị và các bạn cũng rất là nhiều điều đáng để chờ mong. Đó là Dennis Đặng. Hãy cùng xem Dennis đang chuẩn bị gì trong hậu trường nhé. Dennis Đặng, giám đốc sáng tạo gắn liền với loạt MV đình đám của nhiều sao Việt như Màu Nước Mắt, Tự Tâm, Canh Ba, Mới Anh Vào Tim Em. Anh trở thành cái tên hot của showbiz ở thời điểm hiện tại.
sở hữu gương mặt điển trai, kỹ năng diễn xuất tốt, đầu óc sáng tạo không có giới hạn, Dennis Đặng đã chiếm trọn tình cảm của khán giả trong mỗi lần xuất hiện. Liệu những thử thách bất ngờ tại Ân Rời Cậu Đây Rồi mùa 7 hôm nay có làm khó được Dennis Đặng? Xin chào mọi người, mình là Dennis Đặng, là giám đốc sáng tạo kiêm diễn viên. Thực sự mà nói thì là cái chương trình này là một cái chương trình mà Dennis trước đây từng xem và từng nghĩ rằng là mình sẽ không bao giờ xuất hiện trong chương trình này. Tại vì mọi người biết là sở trường của Dennis thường là đứng ở hậu trường thôi, nhưng mà mình thời gian gần đây thì cũng trộm vía được mọi người để ý quan tâm nhiều nên có tham gia rất là nhiều game show. Thì ngày hôm nay thì mình muốn thử sức bản thân mình đi. Thường thì mọi người hay bảo mình rất là nhạt. Thì ngày hôm nay thì đây là cơ hội 50-50. Một là sẽ chứng minh cho mọi người thấy là mình không hề nhạt như mọi người nói, mà cũng có thể là số 2, tức là mình nhạt, rất là nhạt mọi người ạ. Gọi là một ăn cả ngã về không. Trước khi tham gia chương trình thì là Nguyễn Trần Trung Quân có gửi gắm một thông điệp, đó chính là tại sao Ơn Rời Cậu Đây Rồi mời Dennis Đặng mà không mời Nguyễn Trần Trung Quân. Và Dennis cũng chưa trả lời được câu hỏi này. Dennis có nói với cả ban tổ chức bảo hình như là bên chương trình nhầm rồi, cái người mà lanh lợi và phản ứng nhanh ấy, ứng biến nhanh là Nguyễn Trần Trung Quân, và Dennis đang định rút khỏi chương trình rồi chứ, tại vì bản thân đấy thấy mình một sự tự ti vô cùng. Tuy nhiên thì Nguyễn Trần Trung Quân đã gặp Dennis và an ủi, động viên và thôi cố gắng đi, gọi là cứ em cứ tự tin lên nhất, cứ có cái gì thể hiện ra cho mọi người cùng thấy là được. Mình không đánh vào chữ duyên dáng thì mình sẽ đánh vào chữ đáng yêu để được cảm tình của khán giả. Thế thôi, kể cả không được cúp thì về vẫn Nguyễn Trần Trung Quân vẫn thưởng cho Dennis. Nên ngày hôm nay Dennis đã giải phóng được cái giới hạn của bản thân mình rồi và đến đây ngồi để phỏng vấn với tất cả khán giả. Hy vọng rằng không cầm cúp về nhưng mà sẽ được Nguyễn Trần Trung Quân thưởng. Và bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ khách mời tiếp theo, Dennis Đặng. Đẹp quá. Anh nhờ em cầm cái này. Cái này sao quen thế hả anh? Đây là vịt lộn em, món em ưa thích đó, đúng không? Vâng, đúng rồi. Hy vọng là quả hộp vịt lộn này sẽ không làm đảo lộn cuộc sống của em. Cái điều mà em lo ngại nhất khi tham gia chương trình là gì? Em lo nhất là không biết là mình ở đâu, mình là ai, mình từ đâu đến và cứ bị các trưởng phòng đẩy qua đẩy lại, xong cuối cùng mình không biết đi về đâu. Lúc đó em chỉ cần đẹp thôi. Được không khán giả? Vậy thôi nhé, đơn giản. Chúc cuộc sống em may mắn. Một là hoa nở, xuân về. Hai là ê chề, ảm đạm. Mời em. Ơn Rời Đặng Thái Sư, kẻ không đội trời chung với thừa tướng ta đây rồi. Một thái sư trong một triều đình mà ăn mặc như vậy đấy hả? Định quay MV à? Hả? Ngươi nhìn những quần thần khác trong triều đình chưa? Họ cũng ăn mặc như ta, chỉ có một mình ngươi là chơi hai màu thôi. Bây giờ bỏ qua chuyện ăn mặc đi, ta hỏi nhà ngươi, thường đàn ông của đất nước này là phải vai năm tấc rộng, thân 10 thước cao, dáng đi phải chững chạc, mạnh khỏe. Vậy tại sao ngươi là một thái sư trong triều đình này mà ngươi đi đứng ẻo lả như vậy? Hả? Ngươi nhìn lại mình, như này đủ 5 thước chưa? 8 thước cao chưa? Còn về dáng đi ấy, ta nói thật nhà ngươi, đi còn ẻo lả hơn ta. Nè, ta đi như vậy mà ẻo lả? Ta là thừa tướng, là một quan võ của triều đình. Ngày xưa ta rất là cao, nhưng do ta luyện nhầm cái võ Sipala đẹp nên ta đẹp tới giờ. Nè, bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ ta chỉ muốn hỏi nhà ngươi, nhà ngươi làm gì trong cái triều đình này? Suốt ngày chỉ lo làm đẹp thôi hả? Ta thì chỉ lo cái chuyện đánh giặc ngoại xâm thôi.
Còn cái chuyện sổ sách trong triều là ngươi phải là người lo. Tại sao bây giờ ta phải lo luôn cái chuyện đó? Ngươi thật sự buồn cười. Ta làm sổ sách, ta cũng làm, ta làm trước mặt ngươi để cho ngươi xem à? Ta làm ở sau cửa kia kìa. Bây giờ ngươi thử hỏi những cái vấn đề về triều chính đi, ta sẽ trả lời ngươi hết. Vậy thì trời cho ta ơi, hỏi. Trời ơi, cái gì mà ồn dữ vậy nè trời, thiệt tình. Bệ hạ, vạn tuế. Hoàng thượng. À, trời ơi, một thừa tướng, một thái sư, dưới một người trên vạn người, đáng lẽ phải tương thân tương hỗ, tại sao ngày nào cũng gây lộn? Giống như Minh Hiếu với cô Ba Vàng Ngọc là sao? Dạ bẩm hoàng thượng. Thôi bình thân vậy vậy. Nhưng mà hoàng thượng à. Sao? Chúng thần như là cánh tay trái, cánh tay phải của hoàng thượng. Biết rồi thì hai tay gặp lại là vỗ tay nè, đó vỗ tay đi. Ờ. Quề đi, quề đi. Không được. Nhưng mà bây giờ cánh tay trái hoạt động mà cánh tay phải vừa bị liệt vậy thì làm sao mà bộ máy nhà nước của mình phát triển được? Ý người là Đặng Thái Sư không làm gì cả. Cụ thể Thái Sư lấy uy lực của hoàng thượng để đi tăng thuế cho phụ nữ mà giảm thuế của người nam. Vậy là sao? Chà, chả lụa. Tại sao Thái Sư lại làm một cái chuyện quan đường là tăng thuế cho phụ nữ mà giảm thuế cho đàn ông? Giải thích. Từ từ để ta suy nghĩ đã. Hả? Lẹ lên. Thưa bệ hạ, nữ nhân, nữ nhân là phải yếu. Đúng. Nam nhân là phải mạnh. Đúng. Nữ nhân yếu hơn, yếu hơn thì đánh thuế nhẹ hơn. Nam nhân mạnh hơn, ừ, đánh thuế mạnh hơn. Đó là chuyện trước đây. Đúng. Còn bây giờ ngươi làm ngược lại, là ngươi đánh thuế nặng phụ nữ mà giảm thuế cho đàn ông. Thế không phải là quan đường không? Ngươi đã tăng ngươi thuế. Ngươi đã nghe lộn rồi phải không? Để thần suy nghĩ tiếp. À, nó lại phải suy nghĩ tiếp. Bẩm bệ hạ. Ừ. Vì hiện trạng thiên hạ bây giờ, ừ, mọi người có thể thấy rằng nữ nhân thường ở nhà, ừ, lo công việc nội trợ, ừ, không làm việc gì cả, ừ, trong khi để đấng nam nhân ra đường, ừ, làm tất cả các việc và kiếm tiền về. Đúng. Ở nhà hưởng thụ chỉ có tiêu thôi. Đúng. Nên phải có trách nhiệm, ừ, đỡ thuế cho chồng. Hợp lý. Quan đường. Hắn nói như vậy là kích thích lao động chứ có cái gì đâu mà ông kiếm chuyện. Hoàng thượng à, như người đang biết chuyện trước mắt nhưng người không nghĩ đến cái hậu quả về sau. Đó là bây giờ đánh thuế phụ nữ như vậy, ừ, phụ nữ dở chứng, biết lòng dạ đàn bà mà, ừ, bây giờ họ không thèm đẻ nữa thì dân số của chúng ta ngày càng không có nhiều, làm gì có nhân công, nhân lực để mà tạo ra nguồn sống cho đất nước hả? Hoàn toàn hợp lý. Thần phản đối với thừa tướng. Cứ phản đối. Lý do phụ nữ không đẻ bây giờ không phải là do việc đi ra ngoài đường nhiều, ừ, làm lụng vất vả mà không đẻ, mà có vô vàn những lý do khác để người ta, một người phụ nữ từ chối đẻ. Đó là ngươi là phải có thời gian suy nghĩ hả? Để thần suy nghĩ tiếp. Ta có cần kêu một ly cà phê không? Ba đứa ngồi như ba đứa bạn nói chuyện với nhau đấy mày. À, riết vua với thần mệt đứng mỏi chân. Sao? Bản thân người phụ nữ ấy có, ừ, quá nhiều lý do để người ta không đẻ chứ không phải việc ra đường đi làm. Đó là ví dụ người ta muốn giữ form. Nhưng nếu không đẻ, đất nước không tăng dân số, không có người làm lụng, không được. Đúng. Làm sao để kích thích đẻ? Thưa bệ hạ, cái việc bây giờ mình kích thích, ừ, đẻ nhiều. Đúng. Đơn giản lắm. Sao? Bệ hạ phải làm gương cho con dân. Bệ hạ phải đẻ đi. Thế thôi. Không giỡn nữa, hoàng thượng. Sao? Đây là việc triều chính, hoàng thượng phải giải quyết đi. Thôi mà, thì từ từ giải quyết chứ ngươi làm cái gì cứ rối. Sáng sớm ta chỉ muốn chuyện vui, ngươi cứ làm vậy rối triều đình ta mệt ngươi quá. Vui vẻ gì, nhìn Thái Sư là không ưa rồi. Thôi Thái Sư giúp ta nhiều mà, bỏ qua đi. Ta thấy có giúp gì được cho đất nước này đâu. Thôi ngươi đi đi, ta không cần ngươi nữa. Nhưng mà hoàng thượng đi à. Đi đi. Đừng có. Trời ơi, ôi đi. Nè Thái Sư, ta quý Thái Sư, nhưng Thái Sư đừng có lộng hành. Lộng hành rồi nó kiếm chuyện ta. Thấy nhức đầu không? Mệt không? Mỗi một ngày Thái Sư đều mang đến cho ta những quà trứng thật ngon, ta rất là thích. Thái Sư cũng ăn một quả với ta đi. Đây, bệ hạ ăn đi. Người cũng ăn với ta đi. Sao trứng ta đặt trứng người lỏng vậy? Cho thần ăn. Không, bệ hạ. Rồi sao ăn, ăn đồ vua sao được? Bệ hạ ác quá. Mỗi đứa ăn miếng. Tham kiến bệ hạ.
Thái Sư. Ờ, có gì không quý phi? Dạ, đã bao ngày vào ra gặp mặt, thế mà nhìn cứ ngỡ lạ xa. Một nụ cười có chi đâu đắt giá, sao nỡ đành tiết kiệm với quý phi. Ồ, thơ đó à. Hoàng thượng à. Sao? Hôm nay trời đẹp quá. Thiếp đến đây muốn dạo lên một khúc quan cầm. Quan ước gì mà dạo? Mới hôm qua người đã nói chí yêu mình em. Dạ. Mà cớ sao hôm nay trái tim anh xa rồi. Em đẹp xinh là để riêng anh mà thôi. Sao giờ đây chàng xa vắng vẫn xa người ơi. Nơi em còn à, bây giờ vô đây có cái chuyện gì thì phải nói chứ. Tại sao mà vô đây đồ đờn ca rồi hát la sùm gì? Tại vì dạo gần đây hoàng thượng lạnh nhạt với em lắm. Lúc nào cũng không có thì tầm em. Thật ra là dạo này hoàng thượng phải trò chuyện nhiều việc triều chính với lại thái sư. Thưa quý phi, suốt thời gian vừa rồi hoàng thượng rất đau đầu về cái việc triều chính. Lo về cái việc dân số từ lấy nữ nhân đang không chịu đẻ đấy. Ta đẻ mà có chịu đâu. Hoàng thượng tại sao không chịu? Đấy là chúng ta có thể giải quyết. Nó ghê quá, thấy ghê không? To kiếm chuyện, kiếm chuyện. Nó đang giúp ta đi. Nói tóm lại hoàng thượng rất bận. Tại sao? Tại sao từ ngày mà thái sư lên ngôi đuổi tất cả cung nữ ra ngoài cung rồi? Cho thần suy nghĩ tiếp. Bây giờ thần nhớ rồi. Quý phi hiểu không? Mọi người có thể thấy những cái câu chuyện hậu cung rất là nham hiểm, tàn sát đánh nhau khiến cho hậu cung không yên, làm sao triều chính được yên được. Nên để dẹp cái sự phức tạp, rắc rối, nhiều chuyện của đám cung nữ, thần đã đuổi hết cung nữ ra ngoài để ngăn chặn những bi kịch đã xảy ra. Xuất sắc của cô, hợp lý. Như vậy tại sao sa thải 300 cung nữ của ta mà tiễn vô 1.000 thái giám? Cái gì? Trời đất ơi, triều đình đang cắt giảm ngân sách, vậy mà tuyển vô 1.000 thái giám, tiền đâu ta trả lương? Lý do? Nói. Thái giám, người ta không nhiều chuyện, thay cho 300 cung nữ để tăng hiệu suất làm việc của cung đình. Nhưng mà điều quan trọng là ta kiểm tra trong 1.000 thái giám đó đã có 800 tên chưa tịnh thân. Trời ơi, hèn gì dạo này mấy cung phi của ta mấy tuần không ghé thăm mà tụi nó cũng mơn mởn. Là do quý phi đấy hoàng thượng. Là tại sao vậy? Tại sao? Tối hôm trước, giữa đêm thần đi qua cung tẩm của quý phi, bỗng tự dưng nghe thấy tiếng là lạ, thần thấy nghi nghi, thần mới đi theo và nhoi thấy quý phi đang lén lút nói chuyện với thái giám, bảo là người từ nay trở đi 800 thái giám đấy không được tịnh thân và hàng ngày phải gửi một ông đến cung của quý phi. Cha trai bỏ hay cho quý phi giỏi cho quý phi. Dạ. Dạ, dạ mong hoàng thượng tha tội. Tại vì cái đó chỉ trong ý nghĩ thôi, em chưa có dám làm. Người ta đã nghe rõ ràng như vậy, ngươi còn chối gì nữa? Dạ không, chỉ trong ý nghĩ mà thôi. Nhưng mà thái sư, chính thái sư đã đem người nhà của mình vô. Đấy vì... Người nhà là ai? Người nhà của thần chính là một trong 800 thái giám kia thần cử vào để làm điệp viên nội gián. Chết theo dõi tội của quý phi. Nội gián ta ha. Được, nếu người đã giặt mặt, ta cũng sẽ giặt cho ngươi coi. Giặt ra đi. Đây, hãy nhìn đi. Hả? Hoàng thượng. Trời đất ơi, đây là cái thị phi ồn ào nhất trong triều đình. Dạ. Trước đó ta tuyển ngươi vào đây làm, ta đã kêu ngươi cắt đứt mối quan hệ với cái tên này. Ta không muốn hình ảnh của một thái sư là bị bôi nhọ, vậy mà ngươi còn lui tới với người này. Giải thích. Thưa bệ hạ, tại sao bệ hạ có thể tin một cái bức tranh như thế? Đúng. Có bằng chứng rõ ràng hơn. Một bức tranh này, thần có thể vẽ được 100 bức tranh quý phi âu yếm cái tên kia cho hoàng thượng cùng xem. Trời ơi, nó nói đúng. Hoàng thượng, người hãy nhìn đi. Trên bàn tay của thiếp không có cái hoa tai nào hết. Vậy thử hỏi, vẽ làm sao được bức tranh này? Nói chung là bức tranh này cũng không có được cái bằng chứng xác thực để kết luận tội người ta. Trời, như vậy mà không đủ tính thuyết phục. Trời, tôi nói cho quý phi nghe,
tôi biết là dạo này tôi cứ ít qua nhà nàng, nhưng mà không phải vì vậy mà nàng đố kỵ người ta. Nàng đi về đi. Nhưng cứ làm như vậy triều đình sẽ xào xáo. Lùi đi. Hoàng thượng ở lại mạnh dội. Ôi trời ơi. Thưa bệ hạ, thực ra Thái sư. Ôi. Vậy là gì vậy? Ta không thể cho cô ấy biết là chúng ta đang yêu nhau. Giận. Thôi đừng giận mà. Yêu nhau lâu rồi phải có một cái gì đó để nghĩ ra một cái kế gì đó để công khai đi chứ, cứ lén lút hoài vậy không được. Nhiều khi mà cứ giấu như này cũng hay. Hay sao được? Giấu như này nó mới thú vị. Thú vị gì? Ai bị thú vị? Thú vị. Làm cởi áo là nóng muốn chết, mặc áo gì nhiều vậy? Thú vị gì? Bây giờ nghĩ ra cái cách đi, ta là vua, ta quyết định, ta muốn là công khai, suy nghĩ giùm cái kế. Bệ hạ. Trời nóng quá. Bây giờ nếu mà công khai thì thần chỉ sợ là cái đầu của thần không giữ được thôi. Ta là vua, ta không lo cho em thôi, chứ em sợ gì ai. Vừa nãy bệ hạ có bênh thần trước quý phi với cả thừa tướng đâu. Giả bộ nó vậy chứ sợ nó phản vậy. Không tin. Trời ơi, nhõng nhẽo lại mới ghê. Ê, con đàn bà tập tạ, ngươi làm gì vậy? Cái gì? Thiên quân gì? Tại sao ngươi dám xông vào đây mà không có ý kiến của ta? Hả? Nghĩ sao vậy? Bây giờ cứu thân. Tại sao? Rõ ràng cái gì mà công khai, không công khai. Ừ, rồi bây giờ công khai đó là sao? Ừ. Hèn chi ở bên khâu giặc vũ trong hoàng cung. Thường nói là trong nội y của hoàng thượng có những chùm tóc trắng như thế này. Em bỏ qua đi, bây giờ ta lỡ yêu thái sư rồi, em bỏ qua đi, ta hết yêu em rồi. Ngươi trở về với thái giám của ngươi đi, 800 thái giám ngươi đủ rồi, cần gì đến hoàng thượng nữa. Hợp lý rồi. Ta nói ngươi nghe này, hoàng thượng ấy chiều cao cũng vừa phải, người cũng không đô. Ta nghĩ ngươi nên dành thời gian với cái đám thái giám kia hơn. Ai cũng đô và lực lượng đứng với ngươi thì nó mới xứng đôi vừa lứa. Chứ thử xem hai cái mảnh ghép này đứng với nhau xem có vừa không. Hiểu không? Thì ghê lắm. Thôi thì ghê lắm, bên này đẹp hơn đó. Vậy đẹp không. Đó, đang đẹp như thế. Nhưng mà cho dù 100,000 thái giám có đẹp như thế nào cũng không đẹp bằng chàng. Cái gì vậy? Chàng. Mình hãy công khai đi. Hãy giết tên hùng của ngươi đi. Sự việc này là sao? Chúng ta đã có tình ý lâu rồi. Cái gì? Và đợi ngày này rất là lâu rồi. Giết hắn và chúng ta sẽ có thiên hạ này. Nhưng chúng ta bây giờ giết đi ra chúng ta còn đâu nữa không? Ta đã bao vây bên ngoài hết rồi. Chúng ta là người một nhà. Ok. Chỉ còn một mình hắn mà thôi. Ta thấy người đồ hơn ta hay là người giết hộ? Đúng, chuẩn. Thực ra ấy, ta theo nàng, ta yêu nàng vì nàng khác những người phụ nữ khác. Dạ. Nàng có một cái nét đặc biệt. Một cái nét đặc biệt đó chính là bắp tay của nàng to hơn phụ nữ khác. Và mỗi lần nàng đấm vào mặt ai, ta tin rằng người đấy sẽ chết. Dạ. Mời nàng. Vậy em sẽ giết hắn. Liên. Lên. Ta sẽ giết ngươi. Không phải sợ. Hoàng thượng. Châu chấu đá xe không lượng sức mình, còn tiện tì với nhà ngươi muốn tạo phản à? Bê hạ. Đường. Đừng có xạo, bùa đây. Bạch Liên, nhìn ta. Ta xem đối xử với ta như vậy. Ta đã dành cho em tất cả mọi thứ của ta, vậy mà em lại có thể cấu kết với hắn để muốn phản quốc, muốn giết ta. Ta sẽ đối xử với ta như vậy? Ngươi im đi. Đến giây phút này, ta cũng nói với ngươi một điều bí mật. Thực sự, ta yêu chính là người trong bức hình mà quý phi đưa. Đó chính là em trai của ngươi. Ngươi đã tàn độc như thế nào khi mà giết em trai của mình để được đăng quang làm ngôi hoàng đế. Nên ngày hôm nay, nhất định ta phải thay trời hành đạo. Khoan! Nếu có thể chết vì tình yêu, coi như một sự trả giá
cho sự háo thắng của ta. Ta giết nhiều người vì em. Để rồi ngày hôm nay em muốn giết ta. Ta sẽ chết cho em vừa lâu. Vâng, thưa quý vị, Dennis Đặng cùng với hai phó phòng Lê Dương Bảo Lâm và Puka. Bây giờ thế này, anh tự nói thì nó hơi phiến diện, nó hơi chủ quan. Bây giờ chắc là anh phải ngồi hỏi cái người mà nãy chắc ngồi dưới xem nhiều nhất là Puka đi ha. Dạ, thật sự là Dennis có những cái phản ứng rất là thông minh luôn á. Thậm chí là muốn giết luôn cả anh. Rồi lại yêu em trai này kia, tạo ra một câu chuyện mới luôn, là đưa anh vào bi kịch, đưa anh vào drama luôn. Nói chung tình huống nào cũng xử lý được hết anh. Dạ. Thành còn Dennis thì sao? Dennis lần đầu tiên tham gia diễn xuất, nãy giờ em có bị rối, có bị khớp gì không, hay là cái cảm xúc của em bây giờ thế nào? Em nghĩ là phần thi này chắc cũng chưa quá xuất sắc để có thể thuyết phục được khán giả, nhưng mà em nghĩ là em đã vượt qua được một cái giới hạn của bản thân. Điều mà em nghĩ là em chưa bao giờ làm được đó chính là đứng trên sân khấu chung với những cái người nghệ sĩ kịch rất là khiến cho em tự hào như này. Em cảm ơn mọi người, cảm ơn chương trình rất là nhiều. Nói một câu công bằng thì Dennis không phải là diễn viên chuyên nghiệp, nhưng mà xử lý tình huống rất là thông minh. Cảm ơn em. Và nếu như quý vị và các bạn yêu thích sự ngây ngô, đáng yêu và dễ thương vừa rồi của Dennis Đặng, chúng ta hãy bình chọn cho bạn ấy để giúp bạn ấy trở thành người nhận cúp của chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bây giờ, trước khi đến với vị khách mời tiếp theo, chúng ta tạm nghỉ giải lao trong giây lát, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Sơn Dulux, hân hạnh đồng hành với chương trình. Quý vị và các bạn đã trở lại với Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Như vậy là chúng ta được gặp gỡ hai khách mời của hai căn phòng đầu tiên. Và bây giờ sẽ là nhân vật thứ ba, một anh chàng rất là được khán giả trên YouTube yêu mến qua loạt series Vi Cá Tiền Truyện, đó là Quách Ngọc Tuyên. Chúng tôi mời quý vị cùng gặp gỡ Quách Ngọc Tuyên sau hậu trường nhé. Quách Ngọc Tuyên, nam diễn viên trưởng thành từ sân khấu kịch Nụ Cười Mới với lối diễn hài hước, vẻ ngoài điển trai phong độ. Nhắc đến Quách Ngọc Tuyên, không thể không kể đến những vai diễn giang hồ mạnh mẽ, bụi bặm. Các phim Giang Hồ Chợ Mới, Vi Cá Tiền Truyện, Thật Tam Muội đã giúp anh ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả nhiều năm qua. Đến với Ơn Rời Cậu Đây Rồi, thử thách khó khăn nào sẽ chờ đợi Quách Ngọc Tuyên sau cánh cửa? Chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Có thể nói là Tuyên là một fan của chương trình, mê chương trình lắm. Những mùa trước đó, trong đầu cứ nghĩ hoài, ủa sao bên chương trình không nhớ tụi mình, mời mình chơi thử một lần coi ta. Thèm đam mê lắm. Mặc dù biết đến với chương trình sẽ là trong gai, nguy hiểm lắm. Tính cách của Tuyên, theo Tuyên cảm nhận bản thân Tuyên là vui vẻ, hòa đồng. Suy nghĩ những gì cho nó đơn giản, nhẹ nhàng nhất. Đừng phải đấu đá gì kinh khủng. Có thể nói là chơi được với anh em. Dennis Đặng là Miss Thi á, thì thật sự Tuyên chưa có tiếp xúc nhiều nên Tuyên không rành về các bạn nói gì sao, Tuyên không dám đánh giá. Còn riêng Hồ Văn Hiếu nha, Hiếu này cũng là quỷ quyệt lắm. Bởi vậy Hiếu cũng là một nhân vật đáng gồm. Hiếu à, trong phim bạn đã từng giết tôi rồi nha. Ra ngoài đây cũng có thể đây là cơ hội để tôi mần thịt lại bạn. Nói chung là gửi lời thách đấu là ba bạn kia. Ngày hôm nay Quách Ngọc Tuyên sẽ cố gắng để chiến thắng. Yeah! Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón Quách Ngọc Tuyên. Yeah!
anh, chào tất cả mọi người. Nãy hai bạn đầu thì có lẽ là ca sĩ rồi art director thì không có giỏi về diễn. Thế còn với Ngọc Tuyên thì bản thân mình cũng là diễn viên, thì có áp lực gì hay không? Bước vô đây là áp lực rồi, nhưng mà cố gắng dung hòa mọi thứ lại, giữ bình tĩnh nhất có thể. Tại vì Tuyên nói rồi là những nhân vật ở đây, những anh chị và các bạn ở đây, ai cũng đều là những người nguy hiểm cả. Tôi nhìn mặt này tôi thấy lần láng đã nguy hiểm rồi. Trong những lúc mà cuộc đời trở nên bế tắc, khi thấy cuối đường hầm không còn ánh sáng, hãy mở đèn pin lên, soi sáng cuộc đời. Đây là một trong những cái dụng cụ mà bạn sẽ phải tham gia trong cái vở diễn ngày hôm nay. Bạn có cái gì trăn trối không? Trăn trối không? À không, nghĩa là có cái gì mà gọi là lời nói muốn gửi gắm quý vị khán giả hay không? Hy vọng là Tuyên không biết trưởng phòng của Tuyên là ai, và Tuyên không biết tình huống xảy ra như thế nào. Tuyên chỉ mong là được sự ủng hộ, sự cổ vũ cuồng nhiệt của tất cả mọi người dành cho Tuyên cũng như trưởng phòng của mình à. Chà, có người thập thò thập thục sao lẹ dữ vậy? Anh hùng á, mơ bên kia rồi cái tràng của bên đây nè. Trời đất ơi, chắc ăn lương dữ lắm rồi nè. Thật con không yêu nghề nguy hiểm không? Nguy hiểm, đối tượng cực kỳ nguy hiểm, đáng sợ. Trời ơi, cái người này là coi như là nhây tới bến luôn đó. Còn cái gì để nói nữa, chúc bạn may mắn. Tôi thấy phía trước con đường bỗng nhiên tối hẳn đi. Ok, cảm ơn bạn. Chuẩn bị khai hoa kết trái do bạn. Em hiến xác đây. Xin mời. Ủa? Ơn giời, thằng bạn thân của tao đây rồi. Ủa? Ê, cửa lại. Làm ông cửa lại. Ê, trời ơi. Trời ba ơi. Ê, dạ. Mày điên hả? Thì mày kêu tao đóng cửa. Dạ ba ơi, mình đi vô ăn trộm đó. Sao mày không nói? Sao giờ này mà mới tới vậy? Sao mày nói nhà là người quen? Quen đâu trời, ngày hôm nay là vô đi ăn trộm mày không nhớ hả? Mày hẹn với tao là vô đi ăn trộm. Gì vậy? Tao sao? Tao quýu. Quýu cái gì? Tao thám thính tình hình ở đây hết trơn rồi. Nhà này chỉ có một người mà thôi. Nếu xong phi vụ này, mày mới có tiền để chữa bệnh cho em gái mày. Em gái mày giờ sao rồi? Bác sĩ nói chỉ còn trong vòng 10 ngày nữa, nếu mà không phẫu thuật gấp rồi. Mèo mèo. Chính vì vậy, đây là cơ hội cuối cùng của tao với mày. Tao không có lợi bất cứ cái gì đây, chủ yếu là mày đó. Tao cảm ơn mày nhiều lắm Long. Ừ. Sao mày không cho tao mượn tiền của mày luôn đi? Tao làm gì có tiền, tao là sinh viên mà. Mày cũng sinh viên mà, mày hiểu không? Nhắn ví dụ rồi đi. Đi. Lên. Lên. Ủa? Lẹ rồi. Lẹ đi. Nó đó. Cái gì vậy? Thì cái mục đích tao với mày vô đây đó, đây là mày biết gì ở trong không? Nguyên một đống vàng. Không phải, mày đụng đi, mày bóp đi. Ê đâu có gì đâu. Trời ơi, con chó trong đó đó. Trời ơi, cái gì vậy? Nhỏ nhỏ thôi. Đây là con chihuahua của bà chủ, mày hiểu không? Bây giờ tao với mày đem con chó này về, mới chụp thuốc mê nó thôi, bây giờ đang bất tỉnh rồi. Tao mày đem ra tiệm chó, bắt đầu bán nó để lấy tiền. Bây giờ tao mày rình đi, lấy hết tất cả đồ đây. Và chùn, lẹ lên, đi đi. Hồ lý mới phải không? Ê. Tao lấy được rồi. Hình như có tiếng người lạ ở trong nhà. Lại hồ lý mới phải không? Milu. Mày làm con chó đi. Có ai nhìn thấy con Milu của tôi đâu không? Con này hôm nay bị làm sao? Mày bị viêm họng à? Mắt xương trắng tiên. Ôi giời,
Sao con Milu nhà mình hôm nay tiếng sủa nó lại khác thế? Đấy, phải đấy. Nào, Milu, Milu, lại đây nào, Milu. Này, cậu hộ lý mới ơi. Dạ. Sao cậu đến mà không nói với tôi? Dạ, tại vì đang lấy thuốc cô. Cái bên bệnh viện cũng lạ thật. Nay thay đổi người này, mai thay đổi người khác. Dạ. Mà chả nói gì với tôi cả. Milu, Milu. Dạ đó đúng rồi, con Milu á. Ôi giời, mấy hôm nay mình mệt, hình như không có người tắm rửa. Con Milu tại sao nó lại xù hết lên thế này? Milu, Milu. Milu, 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 con làm sao thế? Này, cậu hộ lý. Dạ. Kiểm tra xem, hình như hôm nay nó có cái mùi khác đấy. Con Milu này có khi khả năng nó đến ngày nó động dục rồi. Xem kiếm cho nó con Milu cái nào để cho nó giao phối đi. Dạ. Ngoan lắm. Cậu hộ lý ơi. Dạ. Có lẽ cũng đã đến giờ rồi đấy. Dạ đúng rồi, đến giờ uống thuốc rồi. Cũng như là đến này, giờ kiểm tra huyết áp cho tôi đi. Nào, Milu, Milu. Ngoan. Cậu hộ lý ơi. Cậu hộ lý. Dạ. Cái gì thế? Hình như có hai người à? Dạ không, con giỡn cho bà chủ vui. Con một mình con làm hai người. Dạ. Sao cậu cứ làm tôi giật mình thế? Cậu mới vào nghề phải không? Dạ. Sao mà vừa nãy có tiếng cậu hộ lý nó khác, giờ tiếng cậu lại khác? Có phải có hai người không đấy? Dạ không, không đâu bà. Chỉ một mình con đó, con bị hơi đau họng một tí. Dạ. Này, tôi ở đây có một mình thôi. Dạ. Chỉ có mỗi con Milu làm bạn. Dạ. Bệnh tình thì liên miên. Nay người ta cử người này đến, mai lại có người khác đến chăm. Dạ. Thương con Milu lắm. Suốt ngày nó ở bên ta, canh nhà canh cửa. Này. Dạ. Đo huyết áp cho tôi đi. Cậu hộ lý ơi. Dạ. Đâu, đo huyết áp đi. Cậu làm cái gì thế? Dạ. Ôi giời, hôm nay kiểm tra bằng phương pháp mới à? Dạ. Mọi lần đo huyết áp thấy nhiều dây dợ thủ tục lắm mà. Dạ. Bao nhiêu? Bao nhiêu thế? 280. Ôi trời ơi. Chết. Sao lại 280? Không. 280 trên bao nhiêu? 280 trên 0. Ôi trời. Này, cậu có phải là hộ lý không đấy? Dạ. Dạ con là hộ lý. Con tạo không khí cho bà. Dạ. Nhưng mà hộ lý mọi lần trước người ta đo khác. Huyết áp bình thường của tôi là 148 trên 87. Dạ. Sao hôm nay nó lại lên cao thế? Cậu đừng đùa với những người già như tôi. Dạ. Bệnh tật thế này, huyết áp nó tăng lên là tôi đi lúc nào cũng biết đấy. Dạ, không sao. Chính xác nó là bao nhiêu? Dạ hôm nay là 149 trên 86 ạ. Này. Dạ. Lấy thuốc cho tôi uống đi. Chắc cậu không biết đâu, thuốc ở trên nóc tủ ấy. Dạ con chào cô, con là hộ lý cũng mới tới. Dạ bây giờ hai đứa con sẽ phục vụ cô nha. Hai hộ lý à? Dạ tại vì bệnh viện này cử xuống, con mới thực tập đó. Dạ con sẽ hỗ trợ cô. Thế à? Dạ. Trời ơi, sao hôm nay bệnh viện lại tốt thế? Này, thế có phải trả thêm tiền không? Dạ, không có trả tiền gì hết trơn á. Dạ. Tụi con phục vụ cô. Dạ. Chắc cô ngồi xe lăn cũng mệt rồi đúng không? Ê, ẵm cô lên đây đi. Đúng rồi đấy, cái cậu hộ lý lần trước ấy là thông minh lắm, đo huyết áp xong bao giờ cũng bế tôi lên trên salon để làm. Dạ bà. Đâu? Bà cứ ôm vào cổ con. Không mắc cỡ, không ngại ngùng nha. Không sao. Dạ. Tôi mắt kém lắm, có nhìn thấy gì đâu. Ôi trời. Này. Ôi. Nộp. Này. Dạ sao vậy bà? Cậu ấy đi. Này. Ôi giời ơi. Cậu có biết bế không đấy? Dạ con biết, con xin lỗi bà. Ê sao bắt tay vô? Sao lại buồn cười thế nhỉ, cái cậu hộ lý này. Dạ. Này, lần đầu đi làm hộ lý à? Cậu có kinh nghiệm thì cậu phải bế hộ nó chứ. Dạ này. Rồi. Ôi trời ơi. Bà ơi, bà hãy bế vào cổ con nè. Hai. Bà.
Ôi mày còn không trời ơi luôn. Ôi trời ơi, cẩn thận cái xe lăn. Trời ơi, trời ơi. Ôi trời ơi. Dạ bà. Mặt mũi già cả, lẩm cẩm chân tay. Ôi trời ơi. Dạ bà ổn định chứ hả bà? Ôi trời ơi, cậu đặt tôi mà không khác gì ném cái bao thóc. Dạ. Ôi trời, lấy thuốc cho tôi uống đi. Lấy thuốc đi. Nước cũng phải ấm ấm đấy nhá. Rồi. Này, cậu hộ lý ơi. Dạ. Chuẩn bị thay bỉm đi. Hả? À, giờ này cũng là thường là chuẩn bị uống thuốc là bao giờ tôi cũng đi kè. Nên là chuẩn bị đóng bỉm mới đi. Dạ, từ từ uống thuốc đi, từ từ uống thuốc. Thế rồi bây giờ thay bỉm này có biết thay không? Dạ, con sẽ massage cho bà. À, massage hả? Dạ. Vậy hai tụi con massage cho bà nha. Ôi trời ơi, ôi trời. Sao massage mà trông như kiểu như bóp phòng. Bóp trâu bóp bò thế à? Dạ không có. Bà ở đây có mình hả bà? Ờ, tôi ở có một mình thôi. Dạ. Ôi, con Milu đâu, nó cắn vào cái bao tải đấy. Con Milu đâu rồi? Dạ. Ờ, này, cho nó ra ngoài kia đi. Không, nó mà nhìn thấy các cậu bóp tôi thế này, có khi nó nhảy vào nó cắn các cậu đấy. Dạ. Milu. Ôi trời ơi. Này, các cậu hộ lý ơi, cái thuốc đâu, đưa cho uống đi chứ. Dạ. À rồi, con thấy rồi. Con xin lỗi bà. Sao hôm nay cái cậu hộ lý này có hai người đến mà cứ như gà mắc tóc thế nhỉ? Những viên thuốc y chang như những viên sô-cô-la. Thuốc đấy là thuốc huyết áp đấy. Dạ. Được rồi, nước đâu? Được rồi. Nước này bà thay lâu chưa? Cũng không sao đâu, tôi quen rồi. Thường ấy là đo huyết áp xong. Dạ. Uống nước, uống thuốc là phải hát cho tôi nghe đây. Dạ. Cái cậu hộ lý trước ấy. Dạ. Là họ làm việc nào nó nét nàng việc đấy. Sao các cậu hôm nay cứ như là kiểu như là mới đến làm, không hiểu việc nào nó vào việc nào cả. Dạ. Thưa cậu hộ lý kia, hát cái gì vậy bà? Hát bài gì cho bà nghe nè. À, thường ấy là sau khi tôi uống thuốc, cậu ấy hát những bài hát dân ca để ru tôi ngủ đấy. Cô kia làm gì đấy? Không biết hát à? Ê, dạ, con sẽ hát cho bà nghe. Hát đi. Hò... Gió miền xuôi thổi xuôi miền ngược, cánh chim chiều mỏi mắt đợi trông, bao giờ gió ngược thổi lên, bao giờ em để, bao giờ em để anh thôi đợi chờ. Dạ bà ơi, tụi con cho bà uống thuốc xong rồi, tụi con đi nha bà. Sao lại đi? Trời ơi, nghe tiếng hát. Thằng Tuyên. Dạ. Thằng Tuyên. Tuyên. Có phải Tuyên đấy không con? Dạ không, con là hộ lý của bà. Không đâu, mẹ không lầm đâu. Dạ, con là hộ lý, con tên Tuyên. Không. Có phải Tuyên đấy không con? Từ ngày con bỏ mẹ đi, mẹ khóc hết nước mắt. Mẹ nhớ con lắm. Bài hát Việt rồi là quê mình ở miền Tây đấy con. Tuyên. Dạ. Con đi đâu, làm gì, sao về gặp mẹ mà lại phải lẩn tránh như thế? Bà già này bà điên rồi. Giết bà đi. Không. Giết bà đi. Không. Giết bà đi. Lâm. Cái gì? Lâm. Buông ra. Buông ra. Sao lại giết tôi? Mày khùng hả? Giết bà đi. Kiếm tiền mục đích để cứu em tao là cứu một mạng. Bây giờ giết người là giết một mạng đi chăng, em tao chết rồi. Không. Vậy bây giờ nếu không giết bà là tao với mày bại lộ đó. Có đúng là con không à Tuyên? Đập bà đi. Bà nha. À, bà hiếp đi. Nếu đúng là con, sao phải lẩn tránh mẹ như vậy? Hết làm hộ lý rồi làm giúp việc theo giờ. Từ ngày con bỏ mẹ ra đi, bao nhiêu năm mẹ chờ mẹ đợi. Tuyên. Dạ. Có phải là Tuyên không? Dạ. Con là Tuyên của mẹ nè. Tuyên.
Tuyền. Dạ. Sao con bỏ mẹ đi đâu bao nhiêu năm mà bây giờ mới về? Sao không dám nhận mẹ mà lại phải giả danh hết cái nọ đến cái kia thế hả Tuyền? Con nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Sao con lại bỏ mẹ mà đi hả Tuyền? Có chuyện gì xảy ra vậy? Nói đi. Dạ dạ, con xin lỗi mẹ. Sao? Mẹ ơi, con nói đi, chuyện gì xảy ra với con? Thật ra đi, trong thời gian 3 năm vừa qua con đi tù đó mẹ à. Trời, con đã làm gì mà lại đi tù? Tuyên, con đã làm gì? Con ăn trộm đồ nhà người ta. Trong lúc tung quẩn, con không có tiền đóng tiền học phí. Con đi ăn trộm, con không kiếm được việc làm. Sao không nói với mẹ? Lúc đó mẹ có thương con đâu. Sao lại... mẹ ở dưới giường mà. Sao lại nói vậy? Mẹ có thương con đâu. Có người mẹ nào mà lại không thương con mình? Mẹ không thương con mà khóc hết nước mắt. Mặt mẹ cũng lòa đi, cũng chỉ vì thương con, nhớ con. Con biệt tích bao nhiêu năm rồi, giờ trở về con nói như vậy với mẹ hả Tuyên? Bây giờ con định thế nào? Bây giờ con định thế nào? Con có bỏ mẹ mà đi nữa không? Con sống ra sao? Con ở đâu hả Tuyên? Mẹ ơi, thực sự bữa nay con quay về đây á, là con muốn coi là tình cảnh của mẹ như thế nào. Mẹ có còn thương con như ngày xưa không? Ủa sao mày nói tao là em gái mày bị bệnh, rồi mày rủ tôi vô nhà này để trộm đồ, rồi bây giờ bà là mẹ của mày là sao? Hả Tuyên? Tao xin lỗi mày. Mày lừa tao luôn hả Tuyên? Này, hai cậu hộ lý ơi. Dạ. Có lẽ tôi nhầm rồi. Tôi cũng có thằng con tên là Tuyên, nhưng mà nó không vô cảm như thế này đâu. Có lẽ là do mình lẩn thẩn, mình ngộ nhận đấy. Ủa, vậy phải mẹ mày không? Không, không, không. Tôi có con tên là Tuyên nhưng mà nó không vô cảm như thế. Không phải đâu, không phải Tuyên đâu. Hai thằng chúng mày là hai thằng trộm chó. Trời, bớ làm nước ơi. Hey. Nó trộm chó là trộm chó. Giết bà đi, giết bà đi, giết bà đi. Tới đây, giết bà đi. Thôi đi mày, thôi đi, thôi đi. Thôi đi, lộn ruột quá. Ồ, cái gì? Mày biết tao là ai rồi chứ gì? Tao là chị Hai Vi Cá, còn thằng này là Lâm Vi Cá. Có mỗi cái việc cho mày đóng cái vai đấy thôi, để rồi sau này mày giúp việc cho anh em. Vậy mà mày lúng túng như gà mắc tóc, mỗi cái việc ấy mà không làm nổi. Tập bao nhiêu lần rồi? Mày là thằng tiến cử nó đấy. Em hỗ trợ thôi mà làm gì la em? Em biết chị, tất cả ở đây ai cũng nể chị hết. Rồi, bản thân em cũng là một thằng rất là nể chị. Rồi sao? Chị cư xử đẹp giùm em một cái. Đẹp cái gì? Cái gì chị cũng chửi em hết, làm sao? Tao chửi gì mày đâu. Em rơi hết nước mắt với chị nè, chị còn đòi hỏi cái gì nữa? Mình thấy nó khóc thiệt mà. Khóc thật không? Có khóc, để chị nhắm mắt chị không thấy, chị la. Đúng rồi, vừa nãy tao nhắm mắt quá, tao cũng... Chị làm chị diễn, chị hỗ trợ, chị nhắm mắt hoài. Rồi chị có thấy đường ta đâu mà chị la quá. Tao cũng nhập vai quá. Hiểu trời không? Ơi, nhưng mà em thấy là được rồi đó, bước đầu vậy là được rồi. Không, nhưng mà không được. Dạ. Làm cái nghề này, hiểu không? Dạ. Muốn là lôi kết được người ta, muốn hốt phải vố lớn. Dạ. Thì phải làm như thế. Nhưng mà thằng này tình cảm chi phối lắm. Hay quá. Không, nó đưa vào cái tình cảm như vậy cái mà tao thấy nó khóc luôn. Gió chiều nào nó theo chiều đó, nãy mày phải cứng lên là được rồi. Đúng rồi, đúng rồi, nếu gặp phải trường hợp như thế mà chủ nhà trỗi dậy đúng là phải. Mình phải nhẹ nhàng từ từ, mình dìu chủ nhà đi coi sao. Nếu với cái tình trạng như này, chuyển nó sang bộ phận khác. Bộ phận gì anh? Bảo vệ, lương 5 triệu một tháng thôi. Thay vì việc nó đang làm là 45 triệu một tháng. Chị Hai ơi. Chị Hai. Sao? Em nói chị nghe nè, chị mới thử em vậy thôi, giờ chị cắt cái công việc của em rồi cuộc sống của em sao chị Hai? Làm cái nghề này là không nói chơi được. Phải biết ứng phó. Ừ. Phải biết biểu diễn. Mày muốn tiếp tục công việc hay là xuống làm bảo vệ đây? Chị muốn em biểu diễn không? Cái gì đây? Chị muốn em biểu diễn không? Cái gì đây? Sao em? Bà ngồi xuống. Bà ngồi xuống! Gì đấy em? Làm gì? Lật luôn. Đấy. Lật là sao đây? Lật là sao đây? Ê, bà chị lật mình đó. Luôn. Bà chị mình đó. Trời ơi Tuyên cái ơi. Cái dạng này á. Sao?
không đáng để làm chị tôi, hiểu không? Không, mà chị thường mà. Cả như bà ha. Ờ. Làm gì tôi? Mày điên không? Trời, nó làm thật mày. Trời. Trời ơi. Trời ơi. Trong nghề mà sao nhát dữ vậy? Ủa là mày diễn à? Ừ. Thôi mày điên quá tiên. Lấy mày lại mày tiên. Trời ơi. Tao tưởng mày làm thật luôn đấy. Trời, trời thiệt luôn á tiên. Ờ, vừa rồi mày làm như thật đi. Hay quá tiên. Sợ thiệt không? Sợ thiệt không? Sợ thiệt. Thợ thật luôn. Quả là chị nghĩ mà đấy là nó ăn hiếp anh luôn đấy, chị luôn. Đó, nhấn cho em giữ cái vị trí đó à. À, thôi được rồi. Bây giờ thế này. Dạ 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 sao anh? Mày ngồi lên đây luôn đi. Không, không bậy. Mày thay làm đại ca luôn đi. Dạ dạ không. Tao xuống tao làm chứ. Trời không có cái này. Gia giới đàng hoàng chứ. Dạ. Đâu đó là đàng hoàng. Sao anh? Nãy cái này chồng anh xếp Ngọc Thảo đúng không? Không. Cái này là chuyện bình thường. Chị Hai Vi Cá nổi tiếng miền Tây. Dạ. Đâu có phải bị mấy cái chuyện này. Không. Dạ. Thôi được. Từ bây giờ trở đi, trách nhiệm của Lê Dương Bảo Lâm. Dạ. Bảo ban Quách Ngọc Tuyền. Dạ. Một cách nghiêm túc để thích nghi với những công việc hợp lý, mạnh mẽ, thậm chí sẽ phải đưa về cho chúng ta bội tiền. Dạ. Còn bây giờ. Dạ. Cầm số thuốc này, bộ tóc giả này. Dạ. Lên gặp Trấn Thành, hỏi xem là thế được không? Thưa quý vị, Quách Ngọc Tuyền và trưởng phòng Tử Long cùng với phó phòng Lê Dương Bảo Lâm. Tôi vừa xem một trong những cái vở kịch mà cái người chơi là nhập vai là không có cái đoạn chuyển luôn. Có nghĩa là bây giờ biểu cũng làm cái gì là trong lòng là bắt đầu là tiếng lòng nó nói trong này rồi. Là nó chuyển luôn trong này rồi là bắt đầu là từ một cái ông hộ lý rồi qua đứa con. Đứa con xong bà này vừa nói không phải đứa con là diễn liền lại là thằng trợ lý. Xuất sắc luôn. Xuất sắc. Dạ. Nhưng mà cho hỏi là lúc đó là Tuyên nghĩ như thế nào mà cái tình huống cuối lại nghĩ là lấy cái đèn pin để mà uy hiếp anh Long. Lúc đó là anh Nhường á, là anh diễn là anh tin là Tuyên giết, nhưng mà nếu anh không chịu, anh nói mày bị điên hay mày cầm cái đèn pin mày bị chỉ tao, thì lúc đó Tuyên tính làm sao? Lúc đó chuyển sang cái thế chắc quỳ lại năn nỉ lại. Mà tại sao lúc đó lại nghĩ là sẽ cầm cái đèn pin mà để tấn công ông? Cũng cái này thật sự không biết tính toán ngay từ đầu nha. Tự nhiên lúc nãy đi với Lâm đi trộm đèn pin, không biết để đèn pin đâu, thấy lộng cộng họ khiến chỗ dắt hoài không sao tiện lẫn đây. Rồi cuối cùng mới sực nhớ, mình còn cái đèn pin ở đây, tại sao mình không tận dụng nó là một cái gì đó. Thực ra mà nói thì không ai tin được. Nhưng mà phải nói là anh nhìn vào cái mắt em ấy. Lúc bây giờ ấy thì anh tin là cái đấy là vũ khí sát thương thật. Anh cảm giác là em rất là nhập vai đấy. Nên là anh phải chấp nhận là thôi, anh sợ em rồi. Hôm nay là mình thấy một Quách Ngọc Tuyền là hoàn toàn như người ta chơi nha, người ta có lúc nhập vai, có lúc người ta nhả ra người ta làng ta, đúng không? Thì người ta bối rối. Còn Quách Ngọc Tuyền là bối rối là vẫn trong cái vai diễn nha. Đối với người ta thì chỉ là chơi game show thôi. Là Tuyên là y như là đang đóng một cái vở kịch thiệt, không chịu xả vai. Rất là kỹ luôn. Mình không hề nói chuyện với Tuyên một chút nào. Và hôm nay cả Lâm thế, hai anh em mình thôi cứ để Tuyên chơi vô tư đi. Với cái thử thách này có thể khó hoặc có thể không khó, nhưng anh thấy rằng là trong cái cảm xúc của em ấy và cái cách nhập vai của em ấy rất tự tin. Mà em thấy là nó trong đó nó có cái sự chân thành, có nghĩa là thay vì nói là mẹ là sẽ có cảm xúc với bà mẹ, nói không phải là phải tìm mọi cách để hợp thức hóa cái tâm lý để là không phải ngay. Đó thì cái đó là một cái sự nghiêm túc cực kỳ trong cái phần dù chỉ là một cái game show. Và thưa quý vị, một diễn viên đã vào phòng anh Tử Long và cũng giống như anh rất nghiêm túc, hết lòng với vai diễn. Thưa quý vị, Quách Ngọc Tuyền. Chúng ta sẽ bình chọn ngay bây giờ cho Quách Ngọc Tuyền để giúp bạn ấy có cơ hội chạm vào chiếc cúp của ơn rời của chương trình hôm nay. Xin mời. Và thưa quý vị, kết quả sẽ có ở cuối chương trình. Đừng chuyển kênh trước khi chúng ta đến với nhân vật cuối cùng. Và chắc là quý vị cũng đã biết, hai vị trưởng phòng Lâm Vi Dạ và Mạc Văn Khoa đang rất sẵn sàng. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài phút giây lao. Sơn Dulux, hân hạnh đồng hành với chương trình.
Quý vị và các bạn đang trở lại với Ơn Rời Cậu đây rồi. Thưa quý vị, ba căn phòng đã xuất hiện. Và bây giờ, tình huống trong căn phòng thứ tư sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những điều bất ngờ gì đây? Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ cô gái cuối cùng của chương trình. Và bạn là một streamer, Misty, đang chuẩn bị gì trong hậu trường? Chúng ta cùng xem nhé. Misty, streamer và YouTuber nổi danh trong cộng đồng game hiện nay. Với vẻ ngoài xinh đẹp cá tính, cô còn được nhiều người yêu mến nhờ lời nói chuyện dí dỏm, hoạt bát. Trên kênh YouTube, Misty sở hữu cho mình một lượng sub cao đáng kể với hơn 3 triệu lượt subscribe. Chưa dừng lại ở đó, cô còn thử thách với vai trò diễn viên trong phim Nụ Hôn Ký Ức, ghi lại dấu ấn trong mắt khán giả nhờ lối diễn xuất tự nhiên. Với tính cách hài hước, hồn nhiên, Misty sẽ là một nhân tố thú vị của Ơn Rời Cậu Đây Rồi mùa 7. Hi, chào tất cả các bạn, mình là Misty nè. Ở đây là lần đầu tiên mà mình tham gia Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Thì chắc là Ơn Rời Cậu Đây Rồi là đã được 7 mùa rồi, rất là lâu rồi. Misty lúc đó chắc là còn đang đi học. Lúc đó Misty còn chưa được xem Internet, chỉ xem Ơn Rời Cậu Đây Rồi qua TV thôi. Nên là lúc đó Misty cảm giác rất là ao ước. Nên là khi mà chương trình ngỏ lời thì Misty đồng ý luôn. Bởi vì giống như là đạt được ước mơ của Misty vậy. Các bạn có thể thấy Misty từ đầu đến chân đều là màu hồng hết. Nhưng mà nó không phải là bánh bèo. Tại vì Misty nghĩ là cái tính cách bên trong của mình nó khá là nam tính á. Thế nên là Misty nghĩ nếu bên ngoài mình nữ tính hơn chút thì nó sẽ trung hòa lại với nhau được. Đêm hôm qua thì Misty cũng có chuẩn bị bằng cách là mình xem lại hết tất cả các tập của Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Lúc tối mà đi ngủ thì Misty cũng rất là lo. Thậm chí là lúc mà ngủ mà Misty cũng mơ thấy là mình đang tham gia Ơn Rời luôn. Trong giấc mơ của Misty thì có vẻ như là mọi chuyện kết thúc không có được tốt đẹp lắm. Nhưng mà Misty nghĩ chắc là nó cũng là một cái điềm. Tại mọi người thường nói là mơ mà mơ thấy cái gì xấu thường thì hay là một cái điềm tốt hơn. Chương trình thì nếu như mà Misty có một cái hành động gì đó mà nó hơi ngốc một xíu thì tuy mọi người không yêu thích thì mọi người cũng đừng gửi lời cay đắng tới mình nha. Mèo méo mèo, mèo méo mèo. Và chúng ta cùng chào đón Misty. Trời đất ơi, quá trời. Em nghĩ em là cái gì? Dạ, em nghĩ chắc em là đi đám cưới. Anh cũng nghĩ vậy, ăn bận gì sang trọng này giữ event này đó. Dạ, đúng rồi. Đó. Em có cái nguyện vọng gì không? Dạ, được cưới trai đẹp là được. Cưới trai đẹp là được. Được cưới trai đẹp được phải không? Ok, em muốn cưới anh, cho em cưới. Ủa, bữa nay này bà cô dâu nè. Như đến coi trọng ai bài binh bố trận đi đón em sao nè. Hô. Wow. Em ơi, bên nhà trai đón em đẹp quá em ơi. Đám cưới thiệt hả anh? Xuất sắc em ơi, không chừng em là cô dâu mà cô dâu xịn luôn. Nhà hàng xuất sắc 5 sao. Chúc em thành công. Happy wedding. Sao mình đứng ở cái chỗ rừng rú quá vậy hoàng hậu? Hoàng hậu? Hoàng hậu nào? Công chúa lại đây đi. Công chúa ngồi xuống. Công chúa nãy giờ đi đâu vậy? Có mệt lắm không? Ta đi giải quyết một chút. Giải quyết gì vậy? Cái nỗi buồn á. Giải quyết nỗi buồn á hả? Xíu à. Sao ngươi không ngồi đi? Ngươi ngồi đi. À dạ dạ không, ta không dám ngồi, công chúa ngồi đi. Wow, công chúa ơi, công chúa bước ra đây xin nào. Quay một vòng xin nào.
là rất giống công chúa. Thì ta là công chúa mà, ngươi nói gì vậy? Thật ra ta chính là công chúa. Công chúa Vạn Tuế. Còn ngươi chỉ là nô tỳ của ta thôi. Nhưng mà lúc nào ta cũng coi ngươi như là tỉ muội tốt của ta hết. Tất nhiên rồi. Ngươi có biết không, ngày xưa gia cảnh của ngươi rất là khó khăn. Nếu như không nhờ ta thì có lẽ ngươi đã chết ở một cái xó nào đó rồi. À, đội ơn công chúa. Không có sao, không có sao. Nói ra không phải là để kể ơn đâu, mà thật sự thì ý nó giống vậy đó. À, vậy là hôm nay công chúa muốn ta đền ơn cái gì nè? Thì ngươi cũng biết đó, vua cha bắt ta gả ép cho hoàng tử nước láng giềng, nhưng mà ta không chịu, bởi vì ta đã có người yêu rồi. Ngày hôm nay nhân cái lúc mà kiệu qua nước láng giềng để làm cô dâu cho hoàng tử, thì bây giờ quân lính nó đang đi nghỉ trưa, hai đứa mình sẽ quán đổi với nhau. Ngươi là công chúa, ta là nô tỳ. Quỳ xuống. À, không không em, à, Thảo tỉ muội à, ta thử, ta xem thử là mình có cốt cách giống tỷ không. Nhưng mà ta thích như vậy đó. Đi đợi 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 khăn vô đi, đợi khăn vô đi, kẻ quân lính phát hiện đó. Nhớ nha, có chết cũng không được nói ngươi là nô tỳ, ngươi là công chúa, biết chưa? Rồi còn bộ đồ của ngươi thì sao? Không sao, lát rồi tao sẽ khiếp bộ đồ khác ra mặt vô. Bảo vệ chỗ này này, ai cử động giết hết cho ta. Dùm lên đi. Cái gì vậy? Công chúa vô đây đi công chúa. Ngươi là ai? Ngươi nhìn ta mà không biết ta là ai à? Ta xin trân trọng giới thiệu với nhà ngươi, ta chính là tướng cướp nổi tiếng nhất vùng này, Bạch Hải Dương. Quân lính đâu? Quân lính đâu? Quân lính của nhà ngươi đã bị ta bắt lại hết rồi. Công chúa đâu? Công chúa của nhà ngươi đâu? Tốt lắm, làm nô tỳ lên thật thà như vậy nhá. Công chúa ơi, ta là một tên cướp đàng hoàng, ta không thích bắt bẻ ai hết á, ta không thích phải tự dùng bạo lực bắt ai hết á. Nàng tự ra đi. Ta đi ra đây. Ngày hôm nay ta bắt cóc ngươi tống tiền, còn tên nô tỳ này ta sẽ ban cho ngươi một ơn huệ. Ta cảm ơn. Ta đi đây. Đứng đó. Ngươi sẽ được mỹ nam trong làng cướp như ta cướp xác của ngươi. Đừng mà, ta sợ lắm. Trước giờ ta không biết đàn ông là gì. Đừng mà. Đừng mà, đừng làm vậy, ta sợ lắm. Đừng mà. Nghe ta nói nè. Là một công chúa, ta không có muốn chấp nhận thấy cái hành động này trước mặt. Nó bôi bác lắm. Hả? Ý là kéo vô chỗ khác hay gì? Có cái rừng. Diễn ra chỗ khác đi để ta còn hành động nha. Thật ra không phải là nô tỳ, ta là công chúa. Ta là công chúa. Ngươi là nô tỳ. Không, ta là công chúa. Ngươi nói cái gì? Ta là công chúa. Ta mới là công chúa. Vậy tại sao ngươi là công chúa mà lại mặc đồ của nô tỳ là sao? Nè, xin lỗi, ngươi nói cái này là đồ của nô tỳ á hả? Bọn ta y hệt nhau mà ngươi nói cái đồ này là đồ của nô tỳ hả? Nhưng mà nhà ngươi đội cái vương niệm mà. Vậy là ai là công chúa? Ta là công chúa, nó là nô tỳ của ta. May quá, nô tỳ cỡ này mới có hướng cướp xác này. Còn nếu cỡ này không cướp nổi nha. May quá. Hóa ra đây chính là công chúa.
Đúng rồi, phải ra phải xấu thì mới ép gả chứ. Đúng không? Bây giờ mới là thời của ta. Khoan. Ta mới là công chúa nè. Không, ta mới là công chúa, nó là nô tỳ của ta. Bây giờ ta có kế sách này hay lắm. Ngươi bắt cùng hai đứa đi, nhưng mà đừng có hãm hiếp đứa nào hết. Tại vì đâu có biết đứa nào là thật, đứa nào giả đâu, đúng không? Bây giờ lỡ chúng công chúa thiệt đi là vua cha. Cái nào làm chuyện nào thì cái đó sẽ mất. Cái ngươi... nào làm chuyện nào cái đó sẽ mất. Ngươi giết ta bằng tay đúng không? Đúng. Thì cái tay ngươi bị chặt. Bây giờ ngươi đè ta ra đây, lôi ta vô mười rậm, thì ngươi nghĩ cái gì bị chặt? Tóm lại hai ngươi là ai, là công chúa, là nô tỳ? Tại sao ngươi vẫn tin cô ta là công chúa? Ta không ngờ, ta xem ngươi là tỷ muội tốt, nhưng ngươi không nghĩ như vậy. Thật ra công chúa thật là công chúa có một ruồi bên phía tay phải. Và đây, ngươi thấy không, ta là công chúa thật, ta còn có mụn ruồi đỏ luôn. Cái này là bếp muối đốt. Đúng là mụn ruồi thật. Đúng như vậy. Vậy thì ngươi không thể nào cãi được. Sai. Công chúa thật là công chúa. Ngươi còn có dấu ấn rồng thiên. Dấu ấn rồng thiên gì ở đâu? Đây, hình ngôi sao trên cánh tay. Chết wow. Nha, không có. Đấy. Hình ngôi sao chứng tỏ là con gái của vua cha. Vua cha là mặt trời thì con gái phải là ngôi sao. Đồ giả mạo. Sao nó in ấn cái gì hay quá ta? Ấn. Tại sao không đứa nào chuẩn bị cho ta? Cái này nó còn, cái này nó còn chắc chắn hơn là mụn ruồi. Mụn ruồi có tẩy được, cái này khó tẩy hơn. Nhưng bây giờ ta chợt nghĩ lại rồi, dù gì ta cũng là cướp mà, đứa nào đẹp thì ta mới cướp sắc. Ôi, đúng đừng, không? Đừng mà, đừng làm điều đó với ta. Đừng mà, ta sợ lắm. Đừng. Ta sợ. Nói ra không biết ngượng mồm hả? Đúng ra là tát cho một phát rồi đấy. Mọi người đi gả đi là đúng rồi. Hộ giá công chúa. À, hình như có cái tiếng gì nó hay hay lắm. Vô đi. Wow. Ngươi là ai? Bạch mã đứng đó chờ ta. Bạch mã hả? Ngươi là ai? Ta chính là đại nội thị vệ. Ngươi cười cái gì? Đại nội thị vệ hả? Ngươi tới đây làm gì? Thả công chúa ra. Không, ngươi sẽ biết tay ta. Khó lắm. Tới bây giờ ta cũng chưa biết ai là công chúa để mà thả hết. Đưa cho ta vài cái dấu ấn rồng thiêng, ta cũng không biết là ai. Ngươi không cần biết ai là công chúa, ngươi chỉ cần biết gặp ta, ngươi chỉ việc bỏ chạy mà thôi. Wow. Vậy là ngươi đánh giá thấp ta quá rồi. Bao nhiêu quân lính ngoài kia ngủ trưa mà ta còn diệt được mà. Vậy thì đừng nói nhiều nữa, solo với ta đi. Chị em mình chắc né ra cho các vị huynh đài chứ ha. Yeah. Là một nam tử hán đại trượng phu, đề nghị ngươi bỏ vũ khí xuống, chúng ta hãy dùng thân thủ đấu với nhau đi nào. Ngươi nói câu đó là sai lầm rồi. Thật sự ta dùng đao rất dở, rất kém. Sở trường của ta là múa quyền, đánh tay đôi. Right. Đi chưa? Đi chưa? Mày đi chưa? Ngươi nhớ mặt ta đó. Đối với những bộ xấu xa, chúng ta không nên dùng những biện pháp tốt đẹp. Kìa công chúa, đi. Ta biết rồi. Lên ngựa nào, tuấn mã. Đi xuống. Đi ra. Nó kêu ghê chưa? Công chúa, lên ngựa cùng ta. Đi. Rồi còn ta thì sao? Xin lỗi, ta rất muốn cứu ngươi, nhưng mà ngựa không cho phép. Đi lên nào, đâu lên. Nếu như mà bỏ ta ở đây thì cướp giết ta sao? Đi lên nè. Khoan, hôm ấy ta nói nè, mình lấy cái con ngựa mình cột vô cái kiệu, xong rồi đi hai người được không ta?
Có cái kiệu nãy giờ nè. Con ngựa làm sao khinh được cái kiệu này hả? Hả? Ta thấy ngươi á cũng là nam tử hán đại trượng phu. Ừ. Bây giờ ngựa để ta cưỡi, ta với nô tỳ của ta đi. Hay quá. Đi nào. Cho ta mượn cái. Khoan đã. Bạch mã chỉ nghe lời ta thôi. Thì... chỉ một mình ta mới cưỡi được bạch mã. Tỷ à, mùi xin lỗi tỷ nha. Đi thôi. Đi. Làm sao có thể bỏ ta lại đây một mình được? Con ngựa này nó sốc quá. Nó sốc hả? Ừ, nó kỳ lắm, ta tới nơi, ta tê tua. Trời, đợi đi lên, ngồi xéo đó. Ta mà đi một mình tới đó, ta buồn lắm. Tại vì cung nữ của ta, người theo ta từ bé đến giờ, tình cảm tỉ muội thâm sâu, mà đi có một mình đất khách quê người. Mất thời gian quá. Tóm lại, cô là công chúa đúng không? Đúng không? Ai mới là công chúa? Tăng tăng. Cô là công chúa à? Đúng vậy, ta là công chúa. Cô nhưng... này là công chúa. Cô chắc không? 100%. Ta sẽ cứu cô này và để cô ở lại nha. Được, ngươi đi đi. Được. Vậy thì trước khi đi, ta sẽ cho các ngươi gặp một người. Ai vậy? Trại trưởng. Hả? Người diễn tốt lắm. Thì ra đây là tay sai của tên cướp này à? Nhờ nó ta mới biết ai là thật. Tới bây giờ thì ta có thể yên tâm cướp xác được rồi đúng không? Đúng vậy thưa trại trưởng. Đưa công chúa thật đi chỗ khác, đừng để ta nhìn thấy mặt thì ta mới có hứng cướp xác nô tỳ. Dạ. Nhanh. Ủa chứ không phải cướp ta hả? Đi vô đây. Đưa vào đây. Quỳ xuống. Hoàng tử nào? Tất cả hãy nghe lệnh của ta, hãy bao vây nơi này. Bao vây? Tội bất sức, ngoại bất nhập. Là sao? Hoàng tử ở đâu ra thằng này? Mày canh kiểu gì mà hoàng tử tới? Em đâu có biết đâu, trời sao nó bao vây đâu quá vậy? Bây giờ sao? Chạy hả? Tới đây. Chạy hướng này. Đâu đâu, ngươi đi đâu? Chạy. Thì ra nàng là công chúa. Công chúa à? Công chúa. Ừ. Nàng hãy đứng đó. Ta sẽ chạy thật nhanh lại để ôm nàng thấm thiết đây. Đứng yên đó cho ta. Ta sẽ đi lại để ôm nàng bằng da bằng thịt, chứ không phải chúng ta qua những lá thơ nữa. Tới rồi. Công chúa, cho hỏi đây là ai? Ta chính là hoàng tử của nước Cao Ly đây. Trời ơi, sao vậy? Tại sao trong thư chỉ nói 28 tuổi? Tất cả những thứ trong thư ta đều nói thật, chỉ có tuổi là ta giả dối thôi. Thực sự ta 82. Trời ơi. Ây da. Nhưng mà trong hai người, ai mới là công chúa thật? Thật ra là vì hoàng tử tuổi già sức yếu, ta cũng không muốn nói dối người lớn làm gì. Ta chính là công chúa. Nàng là công chúa. Nhưng những lời đường mật trong thư gửi cho hoàng tử không phải là của ta. Chứ là của ai? Là của nô tỳ của ta. Thật ra là ả đã thầm yêu trộm nhớ hoàng tử từ rất lâu rồi. Như vậy nàng chính là người đã viết thơ cùng ta à? Đã cùng ta đối ẩm bao nhiêu năm ai? Ta yêu nàng. Nếu mà nàng đồng ý về đất nước của ta,
ta sẽ cho nàng tất cả những gì nàng muốn. Quả là một cái kết thật có hậu cho nô tỳ của ta. Xin đa tạ hoàng tử nhiều lắm. Không có gì. Nô tỳ. Dạ. Người mắc nợ ta đó. Nợ ân tình rất lớn. Đây là ban giao của hai nước. Nếu như cãi lệnh là khi quân phạm thượng, người hiểu chưa? Được rồi, tỷ cứ để ta. À, hoàng tử à. Ừ. Bây giờ ta đi về thôi. Đi về đâu? Về vương quốc của người đó. Người muốn cưới mà. Nàng đã đồng ý lấy ta làm chồng à? Đồng ý. Thôi ra đi. Hoàng tử thật sự đã tới. Ủa sao nhiều quá vậy? Cái là sao? Ai nữa? Tất cả mọi thứ chỉ là màn kịch ta dựng lên thôi. Trời ơi, cũng có thua gì cái kèo hồi nãy đâu. Ta chờ nãy giờ. Ta xin lỗi nàng. Tất cả những gì trong bức thư nàng viết cho ta là thật đúng không? Trời ơi, nó nói chuyện lãng mạn còn gớm hơn. Ngay từ đầu ta thấy không ổn rồi. Dạ sao? Người mang ơn ta đó, các người trả ơn ta là vậy sao? Thật sự ta đã biết tất cả những gì trong lá thư không phải là của công chúa viết, nhưng tất cả các quan trong triều của ta đều không chấp nhận. Quan trong triều? Trời ơi. Đều không chấp nhận ta lấy một người nô tỳ như nàng. Vì vậy ta mới phải giả làm cướp để thử lòng nàng. Ngươi đừng có cười. Nàng đồng ý cưới ta chứ? Tình yêu không quan trọng là công chúa hay không, chỉ quan trọng rằng những lời trong bức thư của nàng gửi cho ta là thật. Vậy những lời ngươi nói trong thư là thật chứ hả? Đúng như vậy. Hoàng tử. Ủa, em vào hoàng tử nó không ra hả? Ghê quá. Trời ơi trời, chưa thấy một cái kịch nào mà ta nói được 1000 chuyện. 1000 cái chuyện xảy ra trong trong một cái khu vực này. Thì em có thấy em bị có như là bị áp bức bóc lột lắm không cưng? Dạ bị hắc não anh. Như là người này ra người này vô cái có lúc cũng đổi vai liên tục vậy á. Em có thấy thú vị không qua cái phần chơi vừa rồi? Dạ em thấy rất là vui ạ. Đầu tiên là phải khen ngợi bạn Misty là bạn rất là thông minh và bạn có một cái tư duy cũng khá là hoạt hình á. Có nghĩa là bạn xem chắc là bạn xem nhiều phim nước ngoài rồi hoạt hình nên bằng cái cách bạn giải quyết rất là theo cái kiểu phim Mỹ ha, ngắn gọn dứt khoát nhưng mà rất là vào vấn đề. Nó ngoài ra nó có duyên, nó đáng yêu ha, mọi người đều rất là sáng tạo, tình huống thông minh liên tục. Tiểu phẩm này đối với mình là một tiểu phẩm rất là thành công. Thành công cả về mặt kịch bản lẫn người chơi và các trưởng phòng, họ đã phối hợp với nhau rất là tốt. Mạng miếng thông minh, trẻ trung và hiện đại. Và nếu như quý vị và các bạn yêu thích Misty và muốn cô ấy đoạt cúp ngày hôm nay, mời quý vị bình chọn. Vâng thưa quý vị, và đó là phần thi của Misty. Và chúng ta sẽ chờ đợi giây phút cuối cùng để xem quý vị khán giả đã bình chọn cho ai nhiều phiếu nhất của chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Thưa quý vị, đây trước mặt chúng ta là 4 khách mời tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi chúng ta đến với kết quả cuối cùng thì chắc là mỗi một thành viên sẽ chia sẻ một tí cái cảm xúc sau khi tham gia chương trình ngày hôm nay.
ngày hôm nay Dennis rất là vui khi được tham gia một cái vở kịch mà đặc biệt có anh Trấn Thành với anh Lê Dương Bảo Lâm ở trong đấy. Thì Dennis cảm thấy là ôi, mình hôm nay mình đã làm được một điều rất là tuyệt vời, đó chính là phá bỏ cái giới hạn của bản thân và bước lên sân khấu đấy, thể hiện một cái gì đấy nó khác với mình thường ngày. Cảm ơn em. Còn Quách Ngọc Tuyên, bản thân của Quách Ngọc Tuyên thì thật sự là sau khi tham gia chương trình này, Tuyên cảm giác đã. Đã ở đây là đã về cái nghề, đã cái thứ hai là đã gì, đã được tham gia chương trình Ưng Giờ Cậu Đây Rồi. Sẵn đây thì cho Tuyên gửi lời cảm ơn Lê Dương Bảo Lâm và anh Long. Thì đây là lần đầu tiên Tuyên mới được cộng tác với anh Long, mới được diễn chung một sân khấu như vậy. Nhưng mà cái cảm giác anh Long, anh diễn vừa phải, anh nương, anh dìu Tuyên, anh sẽ dắt đi này nọ. Thì thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn bạn. Mời Hồ Quang Hiếu. Em thì thấy cảm giác nó rất là lạ. Ví dụ như mình trước đây mình diễn mỗi lần trên hát trên sân khấu, thì mỗi lần hát xong mình cảm giác là mình vừa trình diễn xong. Nhưng mà hôm nay lên kịch ngày hôm nay thì mình không biết là mình thì xong chưa nữa. Biết xong chưa. Ví dụ như hát mình có thể canh được, ồ sắp tới bài, ta sắp kết rồi. Tự nhiên lúc nãy đang diễn xong, mọi người đứng lại, xong rồi là xong, là xong rồi. Rồi đó hả? Mình cũng không biết luôn. Coi như là cảm giác nó rất là lạ, diễn mà như không diễn. Yeah. Một cuộc chơi diễn như không diễn. Thế còn em thì sao? Cảm giác hôm nay em tham gia thì lúc đầu em rất là run, mọi người cũng thấy là em cũng khá là bối rối. Nhưng mà khi mà em vào phòng thì em rất là cảm ơn các vị trưởng phòng và các vị phó phòng để xua tan đi cái nỗi lo đó của em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Quý vị khán giả đã bình chọn cho 4 người lúc nãy, và mỗi người sẽ được bình chọn cao nhất là 100%. Và tôi sẽ đọc những ai sở hữu được cái số lượng phần trăm cao nhất từ khán giả thì người đó sẽ là người chiến thắng. Vâng, bây giờ xin mời một kết quả đến từ đại diện của một khán giả, xin mời. Và chúng ta sẽ có 2/4 người được khán giả bình chọn cao nhất, và cái số phiếu nó chỉ chênh lệch nhau có 2 phiếu mà thôi. Một người nhận được 93% lượt bình chọn, một người nhận được 95% lượt bình chọn yêu thích, và hai người đó là Misty và Dennis Đăng. Mời hai bạn bước lên một bước. Ôi thật ra anh, thật ra anh, yeah. Run quá. Quý vị bình chọn cho ai là người chiến thắng chung cuộc ngày hôm nay? Thưa quý vị, và đó là Misty. Chúc mừng em. Bên cạnh đó cũng khen ngợi Dennis là hôm nay em cũng được là 93%, chỉ thua có 2% mà thôi. Như vậy là quá tốt rồi. Cảm ơn em rất là nhiều đã đến với chương trình, và xin gửi chiếc cúp này cho Misty. Chắc sẽ nhường lời lại cho em cảm ơn khán giả của mình. Thì cái là đây là một kết quả mà em không thể tin được. Bởi vì mọi người đều biết em là một streamer trên việc diễn, thì thiệt ra là nó cũng hơi khó so với lại em. Bình thường thì em cũng chỉ diễn ở trên màn hình của máy tính thôi. Ngày hôm nay thì được tương tác với tất cả các vị trưởng phòng và các vị phó phòng, thì đây là nó rất là cảm giác nó rất là mới. Và em cũng rất là cảm ơn tất cả các bạn đang có mặt ở đây. Bình chọn cho Misty. Cảm ơn bạn rất nhiều. Xin được cảm ơn các vị khách mời còn lại đã tham gia với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin được khép lại Ưng Giờ Cậu Đây Rồi. Chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, được phát sóng định kỳ vào 21:15 Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Chương trình xin được cảm ơn nhãn hàng Dulux đã đồng hành với chương trình. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Những tình huống khó đỡ, những phản ứng bất ngờ và những chuyện cười hết cỡ sẽ có trong các thử thách tiếp theo tại Ưng Giờ Cậu Đây Rồi tập 3, với sự tham gia của các khách mời ca sĩ Sunny Hạ Linh, diễn viên Khánh Vân, diễn viên Lương Thanh, ca sĩ Hiền Hồ. Chương trình được phát sóng vào lúc 21:15 tối Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2020 trên kênh VTV3.